thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 621, Mưa núi muốn tới. Một. một lão sư tốt vì học sinh cam tâm tình nguyện mạo hiểm không tiếc đắc tội với lâm gia, bọn họ cũng không thể chẳng quan tâm tới. Được, nếu tất cả mọi người quyết định giúp đỡ liễu lão sư, dựa vào thực lực của chúng ta khẳng định không được, ta biết phía sau các vị đều có bối cảnh thâm hậu. Hy vọng các người có thể động tới những bối cảnh này. Như vậy mới có thể đưa đến tác dụng chân chính tuy rằng hận không thể lập tức tiến lên giúp đỡ lão sư, nhưng một tuyết tình cũng biết lỗ mãng không có bất kỳ tác dụng nào, trái lại chỉ mang đến phiền phức. Số lượng những học sinh này không nhiều lắm, phía sau mỗi một người đều có bối cảnh cực lớn. Không nói khác, giống như Mạnh Đào, phụ thân chính là hội trưởng nghiệp đoàn thi họa sư, tam tinh Mạnh Viễn Tông Sư. Những người khác cũng vậy, nếu như có thể tập trung những lực lượng sau lưng lại, cho dù là lâm gia cũng tất nhiên có phần sợ hãi, không dám làm gì đối với lão sư của bọn họ. Được, nghe được học tỷ nói, mọi người biết đây mới là biện pháp tốt nhất lúc này. So với bọn họ trực tiếp tiến lên, còn tốt hơn nhiều. Toàn bộ đều gật đầu đáp ứng. Vậy liền bắt đầu đi, tốc độ phải nhanh. Giao phó xong, mục tuyết tình đi về phía nghiệp đoàn luyện đan sư. Audio điện tử võ tấn bền. Triệu nhã, nói cho nàng biết một tin tức tốt. Cũng trong lúc đó, tại phủ đệ bạch y sư chuẩn bị cho Trương Huyền, vẻ mặt viên đào hưng phấn đã đi tới. Tin tức tốt gì? Nữ hài kỳ quái nhìn qua. Lúc này khí thức toàn thân triệu nhã trầm ổn, mang theo lực lượng khiến cho người ta sợ hãi. Mặc dù nàng đứng lặng lẽ ở tại chỗ, cũng khiến cho người ta một loại cảm giác áp bách kịch liệt. Tông sư cảnh trung kỳ. Không hổ danh là đan dược tứ phẩm. Sau khi lợi dụng hàn âm đan kích hoạt thể chất, thực lực của nàng lập tức tăng mạnh, từ ích huyệt cảnh một đường thăng cấp, liên tục đột phá một vài cấp lớn, đạt tới loại cảnh giới này. Tiến bước to lớn, truyền đi, cũng có thể hù người chết. Trải qua lần lột xác này, thể chất thuần âm của nàng cũng thành công mở ra khoảng 20%. Khí chất toàn thân nàng càng thêm linh động, diện mạo cũng giống như trước đây, trở nên càng mỹ lệ hơn. Nếu như trước đó là một mỹ nữ ngàn dặm mới có một, hiện tại tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một người. Cho dù Mạc Vũ đứng ở phía trước, sợ rằng cũng tự mình thấy xấu hổ, không dám so sánh với nàng. Thể chất đặc biệt, đứa trẻ được ông trời sủng ái, một khi kích hoạt lập tức có thể lộ ra thiên phú kinh người. Nếu như không có loại năng lực này, cũng sẽ không khiến cho vô số người hâm mộ. Đương nhiên, thể chất mở ra vô cùng phiền phức, rất nhiều người biết rõ mình không giống cùng người khác, nhưng đến cuối cuộc đời cũng không có cách nào kích hoạt được nửa phần, chỉ có thể buồn bực mà chết thật giống như triệu nhã, mặc dù có thể nhanh chóng mở ra đến 20% như vậy, phá âm đan, hàn âm đan chỉ là trợ giúp. Quan trọng nhất là nàng tu luyện công pháp thiên đạo bản rút gọn, chân khí tinh thuần, lực lượng có thể nối liền hoàn mỹ kinh mạch, huyệt đạo toàn thân. Có loại chỗ dựa này, nàng mới nhanh chóng tiến bước, nếu không không tăng lên quá nhanh sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bằng không, đổi lại thành những người khác, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Người kia, liễu lão sư không biết xấu hổ gặp phải phiền toái. Hai mắt viên đào chấp động. Sau khi hạ độc, hắn vẫn hỏi thăm vị liễu lão sư này khi nào chúng độc. Ai biết tin tức chúng độc không nghe được, ngược lại biết một việc lớn như vậy. Phiền toái gì? Triệu nhã không giải thích được. Dưới bọn họ có học sinh gọi là lộ trùng, chúng ta vẫn chưa thấy qua. Không biết thế nào lại đắc tội lâm ra, bị người tiêu diệt cả nhà. Hắn làm là lão sư, thay học sinh chút giận, đang chạy đến lâm gia đại náo. Viên đào cười nói, lâm gia, đệ nhất thế gia thiên vũ. Triệu nhã thần sắc nghiêm trọng, đi tới vương thành lâu như vậy, thế lực phân chia trong vương thành, nàng đã nghe nói qua được nhiều lần. Lâm gia này vô cùng đáng sợ, không chỉ có thế lực trên mặt nổi, còn có hiên viên vương quốc làm bối cảnh. Có người nói ngay cả vương thất thiên vũ cũng không dám đắc tội. Vị liếu lão sư này thế nào lại chạy đi đại náo? chính là lâm gia kia. Hắn chạy đến trước cửa nhà người ta lớn tiếng mắng chửi, còn muốn đối phương xin lỗi. Viên đào cười hắc hắc. Người có lợi hại mấy đi nữa cũng chỉ là một lão sư bình thường, thông huyền cảnh sơ kỳ mà thôi. Chạy tới lâm gia nắm giữ cường giả nửa bước trí tôn đại náo, không phải đâm đầu vào chỗ chết là cái gì. Người nói, hắn vì thay học sinh chút giận mới đi. Không để ý tới sự hả hê, cười trên nỗi đau người khác của hắn, đôi mi thanh tú của triệu nhã nhíu lên. Lâm gia cường đại như vậy, các nàng vừa tới cũng biết. Vị liếu lão sư này không có khả năng không biết. Dưới loại tình huống biết rõ, người này lại vì học sinh việc nghĩa không hề trùn bước. Đây là quyết đoán tới mức nào, tinh thần tới mức nào. Có loại người sư đức cao thượng này, lại làm sao có thể không nói lý, cố ý thiên vị. Có phải là cho tới nay mình đều hiểu nhầm hắn hay không? Cái này, đúng, không nghĩ tới điểm đối phương chú ý không giống với hắn, Viên Đào suy nghĩ một chút gãi đầu. Người gọi tất cả những người khác đến, nói tường tận với bọn họ về chuyện này một lượt. Có chút do dự, Triệu Nhã phân phó. Ở trong năm học sinh, hiện tại tu vi của nàng cao nhất, mơ hồ có phong độ lớn của đại tỷ. Trương sư không ở đây, tất cả mọi người lấy nàng làm đầu. Được, Viên Đào đi ra ngoài, thời gian không lâu đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương đã đi tới. Triệu Nhã, nàng có ý kiến gì sao? Vừa vào cửa, Trịnh Dương lại mở miệng hỏi. Rất hiển nhiên, thời gian qua đây, Viên Đào đã nói tỉ mỉ mọi chuyện một lần. Cái này, Liễu lão sư tuy rằng ở thời điểm ta và Mộc Tuyết tình tỉ võ, có sơ suất công đạo, nhưng có thể vì học sinh của mình không sợ cường quyền, tuyệt đối là một lão sư hiếm có được. Chương 622, mưa núi muốn tới khai. Triệu Nhã nói Mặc dù cảm quan đối với liễu lão sư này không tốt có, một ít ý kiến về cách làm của hắn, nhưng sự thực chính là sự thực. Về điểm ấy không có cách nào gạt bỏ, cũng không có cách nào giả vờ nhìn không thấy. Đúng vậy, Trịnh Dương gật đầu. Nếu không, chúng ta đi qua xem thử. Loại lão sư tốt suy nghĩ vì học sinh, không tiếc đắc tội lâm ra, chúng ta gặp chuyện không may như vậy, không có bất kỳ hành động nào, trương sư trở về nhất định sẽ trách cứ. Suy tính một hồi, Triệu Nhã nói ra quyết định của chính mình. Trương sư chính là lão sư tốt như vậy, nếu như biết được chuyện của vị liếu lão sư này, nhất định sẽ thương tiếc. Hiện tại Trương sư đang thí luyện, việc này lại cần có học sinh bọn họ đứng ra. Không sai, Trương sư vì chúng ta chuyện gì cũng có thể làm. Vị liếu lão sư này vì học sinh, cũng có thể không quan tâm. Loại lão sư tốt như vậy, không thể để cho hắn có việc gì. Bất kể như thế nào cũng phải đi qua xem một chút. Trịnh Dương gật đầu. Tuy rằng thực lực của bọn họ không tốt, so với Lâm Gia tranh lệch quá xa, nhưng bọn họ đại biểu cho Trương Sư, mong rằng đối với Phương cho dù muốn động thủ, cũng phải suy tính một chút. Được, cùng đi. Những người khác cũng hiểu được, đồng thời gật đầu. Vì học sinh ngay cả Lâm Gia còn không sợ, thảo nào đám người mục tuyết tình vì hắn có thể cùng đám người mình chiến đấu, hoàn toàn không hề lùi bước. Loại lão sư này thực sự đáng để người ta tôn kính cũng có nghị lực nhân cách giống như trương sư. Quá lỗ máng, thực sự quá lỗ máng. Nghe được thuộc hạ báo cáo, mà thiên tuyết thiếu chút nữa thì lập tức bị hù chết. Hắn là người đứng đầu một nước, mọi hành động của hắn đều đại biểu cho ý của vương quốc. bởi vậy, vừa rồi lúc trương huyền rời đi, hắn vẫn không đuổi theo, nhưng phái người tìm hiểu tin tức. Tin tức vừa truyền về, hắn nhất thời hôn mê. Vốn tưởng rằng người này đi tìm lâm ra chỉ là đòi phân xử chẳng ai nghĩ tới, hắn trực tiếp chạy đến trước cửa mắng to, còn bảo gia chủ lăn ra đây. Trời à, đây không phải là muốn chết sao. Người đâu, tập kết tất cả binh tướng ở Vương Thành, chờ đợi mệnh lệnh. Cắn răng một cái, hắn quay đầu lại phân phó. Liễu hội trưởng không thể có việc gì, không nói trước đó có ân tình trị liệu man thú Trấn quốc, chỉ nói tới thân phận hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, hắn không thể khiến cho người này xảy ra vấn đề. Lại nói, Lâm gia đã chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Thật sự làm không tốt, mọi người lại xé rách ra mặt. Dù sao cho dù lấy lòng, đối phương cũng không có khả năng cho hắn sắc mặt dễ coi. Vâng, một người dáng vẻ tướng quân lui xuống. Mạc Vũ, hiện tại đi với ta đến Lâm gia xem. Nếu như bọn họ thật sự động thủ đối với liễu hội trưởng, cũng tiện ngăn cản. Sau khi lại thông báo vài tiếng, an bài tất cả đường lui xong, Mạc Thiên Tuyết lúc này mới đánh tiếng cùng Mạc Vũ, hai người nhanh chóng đi về phía Lâm Gia. Làm đệ nhất gia tộc ở Vương Thành, cách Vương Cung cũng không xa. Thời gian không lâu, hai người lại đi đến phía trước. Còn chưa có đi qua, bọn họ liền nhìn thấy phía trước đã một đám người tập trung đông đúc. Khi nhìn thấy rõ ràng hình dạng của những người này gờ, hai người không nhịn được đồng thời sửng sốt. Vị kia là Trần Kiện Trạch Thông Thiên Ma Thủ, cường giả tông sư cảnh đỉnh phong, vô cùng quái dị, từng cắt một đôi tay của kẻ thù đi nấu ăn. Không phải hắn luôn luôn không để ý tới thế sự sao? Hắn thế nào lại chạy tới nơi đây? Người kia là hội trưởng nghiệp đoàn thư pháp sư Mạnh Viễn, không nói ra đi vẽ vật thực còn chưa có trở lại sao? Hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư, luyện đan sư Tam tinh Hồng Vân tông sư, còn có Mộc Dương Phong đan sư, lão bản ngân hàng tư nhân Thiên Vũ. Nhìn thấy được một đám người tập trung đông đúc ở trước mặt Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ đều bối rối. Những người này, mỗi một người đều là nhân vật chấn động vương thành. Mỗi người có địa vị tôn sùng, bình thường muốn bọn họ tập trung lại vương thất cũng khó khăn làm được. Thế nào thoáng một chút tất cả đều chạy tới? Chẳng lẽ là do Lâm gia tập trung lại, tính đối phó với Liễu hội trưởng? Không đúng, đối phó hắn cũng không cần tới những người này. Một ý nghĩ xuất hiện, lập tức khiến Mạc Thiên Tuyết đồng thời lắc đầu. Lâm gia cường đại như vậy, đối phó với một liễu lão sư, không cần tốn nhiều sức. Căn bản không cần phải ra trận thế lớn như vậy. Phụ vương, những người này là, tới giúp đỡ liễu hội trưởng. Mạc Vũ mở miệng, nghe nói như thế, Mạc Thiên Tuyết mới chú ý tới, những người này đều đứng sau lưng liễu hội trưởng, lấy hắn làm trung tâm, giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói cách khác, bọn họ đều là tới lên tiếng ủng hộ cho vị liễu hội trưởng này. Đây, là chuyện gì xảy ra? Cho dù vương thất bọn họ đánh nhau cùng lâm ra, cũng không tập trung được nhiều người như vậy. Một lão sư vừa tới thiên vũ học viện không được 6 ngày tu vi thông huyền cảnh sơ kỳ, rốt cuộc lấy từ đâu năng lực hiệu triệu lớn như vậy. Mà thiên tuyết đều cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân sắp điên rồi. Khả năng này chính là, hắn có nghị lực của một sư đạo. Mạc Vũ khẽ thở dài một tiếng. Cho dù nàng là công chúa, thiên tài cao ngạo, lại không thừa nhận cũng không được vị trương huyền này thật giống như có đầy đủ loại ma lực đặc biệt nào đó khiến tất cả người bên cạnh người đã nhìn thấy hắn tất cả tập trung lại cùng một chỗ giống như quả cầu tuyết lăn càng ngày càng trở nên lớn mạnh loại mị lực này bất kỳ người nào khác cũng không có cách nào bắt trước theo được mạc hoàng nhất cũng làm không được mau nhìn kia gia chủ lâm gia đi ra thật nhiều trưởng lão chắc hẳn tất cả lâm gia đều xuất động cũng đúng bị người tới cửa mắng như vậy, ai cũng không nhịn được. Nàng đang trầm tư, liền nghe được phía trước ồn ào náo động một hồi. Nàng nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy gia chủ lâm gia lâm nhược thiên dẫn theo một đám trưởng lão lớn bước ra ngoài, trên mặt thâm trầm như băng, sắp lấy máu. chương 623, vậy đánh làm ra lựa chọn một. Người chính là Liễu Trình. Nhìn về phía người thanh niên đứng ngoài cửa, lâm nhược thiên hít mắt lại. Đối phương lớn lối như vậy, còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay. Không nghĩ tới chỉ là một kẻ thông huyền cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy, trong viện chộp một cái cũng được một đống lớn, ném ra bên ngoài không hề có người nào nhặt. Cũng dám chạy tới lâm ra bọn họ gây phiền phức, có phải đầu óc có vấn đề hay không? Ngươi là gia chủ của lâm ra. Không trả lời lời của đối phương, Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, hờ hững nhìn qua. Lão sư, hắn là gia chủ lâm ra, lâm nhược thiên. Lộ trùng siết chặt nắm đấm. Trước đây Lâm Lung phái người giết toàn ra bọn họ, vị Lâm Nhược Thiên này khẳng định cũng có tác dụng mấu chốt. Bằng không, một nữ nhân gả ra ngoài từ lâu, làm sao có thể biết cù gia bọn họ ở đâu? Có thể chém giết sạch sẽ, một người cũng không hề buông tha. Hai năm qua, tuy rằng không báo thù, nhưng tất cả lớn nhỏ Lâm gia, nhân vật có mặt mũi, đều ghi tạc sâu sắc trong đầu, hoàn toàn không dám quên. Lâm Nhược Thiên Nghe được quả nhiên là gia chủ, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Người đã là gia chủ vậy lại dễ làm. Cô Trung, người học sinh này của ta, hai năm trước, các ngươi giết cả nhà của hắn 137 người, có thể còn nhớ rõ không? Cô Trung, tiểu súc sinh chạy trốn kia, còn chưa có chết sao? Lâm Nhược Thiên sừng sốt. Hai năm trước một đứa trẻ nhỏ trốn đi, hắn làm sao không biết? Chỉ có điều thực lực người này quá thấp, thiên phú cũng không được tốt lắm, hắn không coi ra gì không nghĩ tới, đứa trẻ đó tự nhiên trở thành tai họa ngầm. Chưa đầy hai năm ngắn ngủi, người trẻ đó đã đạt được tông sư cảnh. Chỉ có điều, chạy trốn lại như thế nào, ngày hôm nay qua chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Đừng mong rời đi. Hắn nhướng mày, ánh mắt liên tục hiện lên sát cơ, ra hiệu một chút. Mấy vị trưởng lão nhất thời chậm rãi từ hai bên bao vây lại, phong tỏa tất cả đường lui của Trương Huyền và Lộ Trung. Không chết là hay nhất hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi tới hoàng tuyền cùng những người thân đoàn tụ. Hắn lạnh lùng cười, khóe miệng cong lên. Xiết 137 người, lâm gia chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, trước đó có cù gia, ta cũng đã nghe nói qua. Sau lại nói bọn họ rời đi, cũng không có lưu tâm. Nghe giọng điệu này, đều bị các ngươi giết sạch. Vương Thành cấm giết chóc, càng chưa nói tới tàn sát cả nhà. Chuyện ngày hôm nay phải nói rõ ràng. Các nhân vật có mặt mũi xung quanh, nghe được hai người nói chuyện, toàn bộ đều nhìn lại. Cù gia tuy rằng không tính là gia tộc nổi danh gì cả, nhưng cũng không tính là quá yếu. Bọn họ biết được tin tức là rời đi, không nghĩ tới lại bị người sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết. Thảo nào lão sư người ta tìm tới cửa, mối hận diệt môn, đổi lại thành ai cũng không thể tha thứ. Bọn họ ngày hôm nay bị hậu bối lôi kéo qua, đã sớm làm xong dự định, chỉ là trợ trận, làm người hòa giải cũng không dự định cùng Lâm ra đối nghịch. Chỉ có điều, biết được vụ án thảm khốc này, sắc mặt mỗi người đều khó coi. Lâm ra có thể lặng lẽ không một tiếng động tiêu diệt môn cù ra, cũng sẽ có thể giết chết gia tộc của bọn họ. Xem ra sau này phải cẩn thận. Lâm ra làm việc, vẫn không cần phải giải thích với các ngươi. Bàn tay vẫy một cái, cắt ngang tiếng bàn luận của mọi người, Lâm nhược thiên cười lạnh. Cù ra cấu kết với kẻ thù bên ngoài, có ý đồ tập kích bất ngờ thái tử phi. Chuyện này, tội danh thành lập, không tin có thể đi tới Hiên Viên Vương quốc kiểm tra. Ngươi, nói bậy. Không nghĩ tới đối phương đổi trắng thay đen, Lộ Trùng tức giận, toàn thân run rẩy. Được rồi, có thể sử dụng những phương pháp khác giải quyết, đừng nói nhảm nữa. Vỗ nhẹ vào vai của học sinh, mí mắt của Trương Huyền thoáng nâng lên, nhìn về phía Lâm Nhược Thiên trước mắt nếu ngươi thừa nhận chuyện cù gia diệt phong và lâm gia các ngươi có liên quan vậy là tốt rồi hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn thứ nhất sao hung thủ ra tự sát tả tội thứ hai toàn bộ lâm gia sẽ bị trôn cùng trôn cùng muốn lâm gia chúng ta trôn cùng chỉ dựa vào hai người các ngươi ha ha giống như là nghe được chuyện nực cười nào đó lâm nhược thiên đầy thương hại nhìn qua cù trùng này từ nơi nào tìm ra một lão sư đầu óc có bệnh như vậy nếu như hắn vẫn ẩn giấu, mình khẳng định không biết, hắn có lẽ còn có thể tiếp tục sống tạm. Hiện tại vừa xuất hiện, chẳng khác nào chặt đứt đường lui, hoàn toàn không có cách nào trốn. Một thông huyền cảnh sơ kỳ, một tông sư trung kỳ, chỉ như vậy, khiến cho lâm ra bọn họ chôn cùng. Tuy nhiên người này có khả năng sử dụng loại phương pháp nào đó che giấu tu vi, nếu không cũng không có khả năng đánh bị thương tam trưởng lão. Dù vậy, còn trẻ như vậy, lại ở thiên vũ vương quốc, thực lực có thể cao bao nhiêu. Tông sư đỉnh phong thì thế nào? Ở trước mặt nửa bước trí tôn hắn, cũng chỉ cần tiện tay là có thể giết chết. Không chỉ hắn có biểu tình này, mọi người đến đây giúp đỡ, cũng đầy nghi ngờ. Mở miệng bảo lâm ra chôn cùng, lời này ngay cả vương thất thiên vũ cũng không dám nói. Người chỉ là một thông huyền cảnh sơ kỳ nho nhỏ, không nên tự tin như vậy chứ. Trong lòng Mạc Thiên Tuyết cũng cảm thấy quái. Liễu hội trưởng, rốt cuộc lấy từ đâu tới tự tin và chỗ dựa này. Không nhịn được, hắn nhìn về phía nữ nhi. Con, cũng không biết. Mạc Vũ lắc đầu. Ngày sát hạch danh sư đó, nàng tận mắt nhìn thấy được Trương Huyền đột phá. Đến bây giờ cũng không quá 6, 7 ngày. Trước thời gian này, có khả năng tông sư sơ kỳ cũng chưa từng được củng cố, lại chạy đến nơi đây nói khoác không biết ngược, luôn mồm muốn tiêu diệt lâm ra. Lẽ nào, hắn mang theo thiết sĩ khiếu thiên thú tới? nghĩ vậy nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đáng vạn dặm không mây nửa cái bóng của man thú cũng không có không có khiếu thiên thú hắn dựa vào cái gì nói như vậy thật không sợ vị lâm nhược thiên trước mắt này nổi giận trực tiếp ra tay sao ý của ngươi là hai lựa chọn này không đáp ứng thì sao không để ý tới ánh mắt kỳ quái của mọi người trương huyền nhìn về phía lâm nhược thiên đáp ứng ngươi tê liệt à tiểu tử nếu ngươi muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn cho ngươi. Lâm Nhược Thiên không nói chuyện, một trưởng lão không thể tiếp tục kìm chế được, giết gào một tiếng, đi ra. Âm âm, một trong đám người đi ra, khí tức trên người lập tức giống như là đốt xăng vậy, mạnh nổ tung, chân khí cuồng bạo mang theo tất cả cuốn đi, giống như cuồng phong gào thét. Trường 624, vậy đánh làm ra lựa chọn hai Tông Sư Hậu Kỳ, là thập nhất trưởng lão Lâm Gia, Lâm Hổ, nghe nói hắn am hiểu quyền pháp, quét ngang vô địch, được người gọi là thiết tí hổ. Đúng vậy, tính tình nóng này, cánh tay sắt vô địch, hơn nữa thực lực tông sư hậu kỳ, tông sư đỉnh phong bình thường đều rất khó thắng được. Thấy hắn trong đám người đi ra, tất cả mọi người đều thấp giọng Có thể trở thành trưởng lão lâm gia, mỗi một người đều có tiếng tăm lừng lẫy ở thiên vũ vương thành xem như là có uy tín danh dự. Lâm hổ này, danh tiếng tuy rằng kém hơn so với đám người đại trưởng lão lâm đào nhưng cũng rất lớn thuộc về nhân vật siêu cường tông sư đỉnh phong cũng không muốn đắc tội hắn vừa xuất hiện đám người mộc tuyết tình cách đó không xa cũng vừa đi tới lại không tự chủ được siết chặt nắm đấm lão sư không có sao chứ một đệ tử không nhịn được mở miệng chắc hẳn là sẽ không có việc gì đâu thực lực của lão sư chúng ta trên thực tế căn bản cũng không biết mộc tuyết tình nói Miệng nàng nói tự tin, trên thực tế cũng có chút bừng tỉnh. Chỉ có điều, nếu lão sư chỉ mấy ngày ngắn ngủi khiến nàng đột phá đến thông huyền cảnh, khiến cho Lộ Trùng đạt được tông sư cảnh. Thực lực của bản thân làm sao có thể ngay cả học sinh cũng không bằng. Không cần lo lắng, thực lực của Liễu lão sư khẳng định không chỉ là thông huyền cảnh đỉnh phong. Mộc Đan sư nhìn qua, ánh mắt sâu xa, thản nhiên nói. Hắn cũng chưa từng thấy qua Liễu lão sư ra tay nhưng cùng đối phương trải qua luyện đan, có thể chỉ điểm cho hắn chế luyện ra đan dược tứ phẩm, đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lò, mặt không đổi sắc, làm sao có thể chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, thời gian luyện đan, các loại thủ đoạn đề phòng nổ lò đều phù hợp với tu vi của hắn bây giờ, không có sai lầm chút nào. Nếu như tu vi của bản thân không đạt được tông sư cảnh, tuyệt đối không thể chỉ điểm cặn kẽ như vậy. Chắc hẳn phải đánh nhau đám người triệu nhã cuối cùng cũng đi tới nhìn thấy được cục diện trước mắt bọn họ biết cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng chết đi lâm hổ trưởng lão từ trong đám người đi ra rít gào một tiếng không nói thừa tiếng nào vọt thẳng về phía trương huyền ngươi không phải bảo lâm ra chúng ta xin lỗi bảo chúng ta chôn cùng sao tốt lắm ta lại nhìn xem có thực lực gì lão sư nhìn thấy được hắn điên cuồng xông đến lộ trùng bóp nắm đấm lại muốn lao về phía trước. Không cần. Lắc đầu, Trương Huyền hít sâu một hơi, ngăn cản lộ trùng. Đột nhiên dưới chân hắn thoáng động. Hai cánh tay hắn vẫn để ở sau người, toàn thân hút mạnh về phía trước. Thiết quyền của Lâm Hổ còn chưa có rơi xuống trên người hắn, toàn thân hắn đã chui vào trong lòng đối phương. Âm, tiếng đá lớn lao nhanh, vị Lâm gia này là cường giả tông sư cảnh hậu kỳ, còn chưa có kịp phản ứng, lại thoáng một chút bay ra ngoài người còn ở trên không trung máu tươi lại điên cuồng phun ra. Ở dưới lần va chạm này, đan điền trực tiếp nổ tung, trở thành phế nhân. Phù phù, hắn bay ra hơn 10 thước, ngã trên mặt đất, sinh tử không rõ. Đan điền bị hủy, xương cốt toàn thân bị va chạm gần như bị toàn bộ phá hủy. Cho dù cứu sống, sợ rằng đời này cũng kết thúc. Cái gì? Cường giả tông sư hậu kỳ bị hắn thoáng một chút đánh bay. Làm sao làm được? tất cả mọi người bối rối. Vốn tưởng rằng nhất định phải chiến đấu một hồi, cũng có thể nhân cơ hội xem thử, rốt cuộc vị liếu hội trưởng này có thực lực gì. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới người được gọi là thiết tí hổ, ngay cả trước mặt cũng chưa từng đi tới, đã trực tiếp bị đánh bay. Đây phải là thân thể cường đại và tốc độ phản ứng tới mức nào. Thực lực của hắn, vẻ mặt mạc vũ còn đờ ra, đầu óc không hoạt động nổi. Mấy ngày hôm trước mới đột phá tông sư cảnh sơ kỳ hiện tại một chiêu lại đập cho tông sư hậu kỳ đụng sinh tử không rõ người này rốt cuộc tu luyện thế nào lão sư trong đám người kinh ngạc nhất tuyệt đối phải kể tới lộ trùng thậm chí đã không phải là kinh ngạc mà là phát điên trước đó vừa giáo dục hắn cùng người chiến đấu phải tìm khuyết điểm mà không phải sử dụng thân thể ngang ngược đi va chạm kết quả lão sư vừa ra tay lập tức đánh bay một người có nhầm hay không khuyết điểm ngươi nói trước đó đâu. Nói kỹ xảo sao. So với trước đó, ta sử dụng man lực pha chạm, có gì khác nhau? Lâm hổ. Đám người lâm nhược thiên cũng không nghĩ tới lâm hổ ngay cả nửa chiêu cũng không thể chống đỡ được, đã bị đánh tới phế bỏ, mỗi một người đều có sắc mặt khó coi. Thực lực của hắn, ở lâm gia tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng tuyệt đối không tính là yếu đi. Một chiêu đánh bại kẻ địch, tàn nhẫn như vậy, xem ra hắn thực sự coi thường người này xem ra quả nhiên có chút bản lĩnh thảo nào lớn lối như vậy chỉ có điều chỉ có chút bản lĩnh này lại dám ở lâm ra kiêu ngạo ta thấy ngươi đã tìm nhầm chỗ rồi liếc mắt thoáng nhìn lâm hổ nằm dưới đất lâm nhược thiên hít mắt lại lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trương huyền lại không có sự khinh thường trước đó va chạm như vậy lại khiến lâm hổ bị đụng tới tàn phế mặc dù hắn cũng có thể làm được chỉ có điều không có khả năng có thoạt nhìn nhẹ nhàng giống như đối phương chỉ có điều, tuy rằng ở điểm này không bằng đối phương, nhưng hắn cũng không cảm thấy thực lực mình không bằng đối phương. Có vài người am hiểu thân thể, có vài người am hiểu võ kỹ. Hắn chính là người sau. Thế nào, hai điều kiện vẫn lựa chọn không ra sao? Đụng Lâm hổ trọng thương, Trương Huyền giống như làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới, hai tay vẫn để ở phía lưng, khẽ cười. Nếu lựa chọn không ra, vậy cũng đơn giản, lại đánh các người đưa ra lựa chọn. Nói xong, hắn bước lên trước, gió nổi mây phun, thực lực tông sư đỉnh phong, lại không giữ lại, ầm ầm nổ tung. Chương 625, bị Vương Dĩnh nhận ra một. Là ý chí nuôi dưỡng từ xã hội văn minh, có thể sử dụng những biện pháp khác giải quyết, Trương Huyền luôn luôn không muốn động thủ. Chỉ có điều, hiện tại xem ra, chiêu này không thể thực hiện được. Đã như vậy, hắn cũng không việc gì phải khách khí. Lâm gia ngươi không phải rất lợi hại sao? không phải thiên vũ vương quốc ai cũng không để vào mắt sao đã như vậy ta lại đánh cho các người khuất phục đánh được các người biết thế giới này còn có một loại người các người đắc tội không nổi tông sư đỉnh phong liễu hội trưởng không ngờ là cường giả tông sư đỉnh phong thảo nào dám cùng lâm ra trực tiếp cứng rắn chống lại thoáng đụng một chút lâm hổ trở thành tàn phế thực lực như vậy quả thật có bản lĩnh để kiêu ngạo cảm nhận được khí thức trên người hắn phát ra, tất cả mọi người đều dùng mình. Ban đầu, trước khi tới, hắn cho thấy thông huyền cảnh sơ kỳ, cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Thực lực chân chính là tông sư đỉnh phong. Thực lực như vậy, cho dù ở thiên vũ vương quốc, cũng tuyệt đối sắp thứ hạng đầu. Hắn, hắn, trong mắt mạc vũ sắp rơi ra khỏi viền mắt. Người khác không biết thân phận của liễu hội trưởng, cho dù chấn động kinh ngạc, cũng không kinh ngạc quá nhiều. Dù sao, 24 25 tuổi, tu luyện tới tông sư đỉnh phong, mặc dù thiên tài, cũng không khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng, nàng biết thân phận của đối phương. Trương Huyền, mấy ngày hôm trước mới đột phá tông sư, 6 7 ngày ngắn ngủi không gặp, hắn lại đạt được đỉnh phong. Tông sư cảnh mỗi lần thăng cấp một cấp bậc nhỏ đều cần tốn rất nhiều thời gian. Cho dù thiên tài, từ sơ kỳ đến đỉnh phong không mất thời gian mấy năm cũng rất khó thành công. Vài ngày nàng chỉ cảm thấy toàn thân cũng có chút hoảng hốt sắp phát điên rồi rất mấu chốt nhất chính là hắn còn đạt được luyện đan sư tam tinh thậm chí có vượt qua y sư thi họa sư thuần thú sư nhị tinh danh sư nhị tinh vốn tưởng rằng tệ nhất chính là tu vi không nghĩ tới cũng mạnh như vậy mạc vũ cảm thấy toàn thân đều điên rồi thảo nào đối phương chướng mắt mình loại tu vi này thiên phú này đối mặt với thế giới khẳng định càng rộng lớn hơn Trương mắt nàng cũng là rất bình thường. Liễu lão sư là tông sư đỉnh phong, so với Trương lão sư còn lợi hại hơn. Đám người Triệu Nhã cũng đưa mắt nhìn nhau. Trước đây bị đối phương một chỉ làm gãy kiếm, bọn họ đã biết thực lực của đối phương không kém. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được, hắn tự nhiên đáng sợ như vậy. Trương sư chỉ là tông sư sơ kỳ, hắn là đỉnh phong. So với Trương sư còn lợi hại thảo nào có thể chọc cho đám người mộc tuyết tình khắp trốn bảo vệ. Hắn cũng thật sự có loại bản lĩnh này. Tông sư Đỉnh Phong, từng này tuổi lại có thực lực như thế, quả thật không kém. Chỉ có điều, còn chưa đủ bản lĩnh để ngươi kiêu ngạo. Tộc trưởng, mong hãy cho phép ta ra tay giết hắn. Trương Huyền thể hiện ra thực lực, mọi người Lâm ra cũng đều sửng sốt. Một lão nhân đi nhanh đi lên, hai mắt như đao, lạnh lùng như xương. Là nhị trưởng lão Lâm gia, Lâm Tạ Cường giả tông sư đỉnh phong, khoảng cách nửa bước trí tôn, chỉ có kém một bước. Xếp hạng thứ tư trong 10 võ giả lớn của vương quốc. Hắn ra tay, sợ rằng liễu lão sư sẽ gặp phải phiền toái. Đồng tử của mọi người lại co lại. Lâm Hồ tuy rằng lợi hại, nhưng so với 10 võ giả lớn của vương quốc, vẫn còn kém rất xa. 10 người này, ở trong vô số cường giả tông sư đỉnh phong trổ hết tài năng, được cho đứng ở vị trí cao cấp nhất. Người này, còn đứng hàng thứ tư ở trong đám người này thực lực đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung không nói gì khác tam trưởng lão trước đó bị trương huyền một cước đá cho thành thái giám so sánh cùng hắn cũng kém một khoảng rất lớn được cẩn thận một chút lâm nhược thiên gật đầu thân là gia chủ lâm gia phải có địa vị và uy nghiêm của mình vị liếu trình này mặc dù không kém nhưng khiến cho hắn ra tay rõ ràng còn cách một khoảng lớn đương nhiên để cho nhị trưởng lão ra tay, cũng có thể nhân cơ hội xem thử, đối phương rốt cuộc có con át chủ bài và chỗ dựa nào, có thể sớm làm ra sự đề phòng. Yên tâm, dễ như trở bàn tay. Bàn tay với một cái, nhị trưởng lão lâm tạ đi tới trước mặt Trương Huyền, mang theo ý từ trên cao nhìn xuống. Tiểu tử, ra tay đi, ta muốn xem ngươi rốt cuộc có năng lực gì, dám ở chỗ này nói lời ngung cuồng, dám động thủ đối với người của lâm gia ta. Ngươi, Đối mặt với khiêu khích, Trương Huyền hoàn toàn không để ý chút nào, lắc đầu. Một mình ngươi không được, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Nếu tới chút giận cho đám lộ trùng, lại thể hiện ra tu vi, hắn lại lười che giấu nữa. Thực lực của hắn, Tông Sư Đỉnh Phong tuyệt đối không có đối thủ. Nhị trưởng lão này lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định không chống đỡ được. Muốn bảo chúng ta cùng nhau lên, cũng phải xem ngươi có thể qua được cửa của ta hay không. Không nghĩ tới hắn đường đường là cao thủ đứng hàng thứ tư của vương quốc, lại bị đối phương khinh thường như vậy, sắc mặt lâm tạ khó coi. Hắn lại không nhiều lời vô ích, bàn tay cung lên trời cao đánh một trào, thẳng tắp bổ xuống. Là đại phách quài trưởng lợi hại nhất của lâm tạ trưởng lão. Không ít cao thủ đều thua ở chiêu này, không nghĩ tới vừa ra tay lại dùng đến. Không dùng cũng không có cách nào, vị liếu hội trưởng này một chiêu đánh bại lâm hổ trưởng lão hắn khẳng định cũng cảm nhận được áp lực lúc này mới dự định trực tiếp sử dụng chiêu số mạnh nhất lại xem liễu hội trưởng đối phó thế nào nhìn thấy được lâm tạ trưởng lão công kích thần thái tất cả mọi người đều nghiêm trọng vừa rồi lại nói là mạnh nhất của lâm hổ nhưng cũng phải so sánh với ai vừa so sánh với vị lâm tạ này lại kém quá xa cao thủ như thế hoàn toàn không có chút sự khinh địch nào vừa ra tay lại thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất đừng nói là liễu hội trưởng, cho dù là Mạc Thiên Tuyết, bệ hạ Mạc Hoàng Nhất đứng thứ hạng đầu tiên, thứ hai, chỉ sợ cũng phải cẩn thận ứng phó, không dám khinh thường. Lâm tạ trưởng lão mặc dù nổi danh là đại phách quải trưởng, nhưng chiêu này chỉ là ngụy trang. Hắn lợi hại hơn chính là âm hồn liên hoàn thích. Mạc Thiên Tuyết ở một bên, thần sắc nghiêm trọng. Âm hồn liên hoàn thích. Mạc Vũ sừng sốt. Không sai, đại phách quải trưởng công kích từ trên xuống dưới, khi ép khắp nơi, chấn động kinh ngạc hoàn vũ khiến người ta không thể không đề phòng thoạt nhìn hung bạo mạnh mẽ vô cùng trên thực tế là để che giấu công kích hạ thân mạc thiên tuyết giải thích đó là một chiêu số liên hoàn vô cùng thâm độc trước đây ta từng cùng hắn luận bàn cũng thiếu chút nữa chúng chiêu đại phách quải trưởng từ trên xuống dưới âm hồn liên hoàn thích từ dưới lên hai cái ngược lại cái trước hết sức uy thế chỉ để che giấu động tác sau nếu như không có chuẩn bị hoặc sớm biết được, cho dù thực lực vượt quá đối phương, cũng rất khó đề phòng. chương 626, bị Vương Dĩnh nhận ra hai Vậy, liễu hội trưởng chẳng phải rất nguy hiểm sao? Đôi mi thanh tú của Mạc Vũ thoáng nhíu lại, lộ ra vẻ lo lắng. Thực lực của phụ thân, đứng vị trí đầu tiên trong 10 đại cường giả vương quốc. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa bị hại, Trương Huyền chẳng phải rất nguy hiểm sao? Mười đại cường giả của vương quốc chỉ thứ hạng tông sư đỉnh phong. Lâm Nhược Thiên đã tới nửa bước trí tôn, không ở nhóm này. Có chút nguy hiểm, lại xem hắn có thể kịp phản ứng, sớm dự phòng hay không. Chỉ có điều, theo ta thấy, rất khó. Chiêu này không quá dễ dàng đề phòng, ta nhổ vào. Nhớ tới sự đáng sợ của chiêu này, Mạc Thiên Tuyết lắc đầu, cũng không cho rằng vị liễu hội trưởng này có thể tránh thoát. Còn chưa nói hết lời đang muốn xem thử vị liễu hội trưởng này ứng phó như thế nào, đột nhiên hắn sửng sốt một cái, thiếu chút nữa thì lập tức điên mất. Đây, tình huống gì? Mạc Phú cũng vội vàng nhìn lại, vừa nhìn sang, nàng cũng ngây người tại chỗ, đầu óc rừng hoạt động. Chỉ thấy đại phách quải trưởng của lâm tạ trưởng lão hung bạo mạnh mẽ vô cùng còn chưa đến tới trên người Trương Huyền, đã bị đạp một cước bay ra, lúc này đang nằm trên mặt đất không ngừng co giật. Kết cục cùng với, tam trưởng lão trước đó, giống nhau như đúc. Một vị trí đặc biệt, nổ, đạp một cước, nổ tung ra, ngay cả đường sống tránh né cũng không có. Sốt cuộc làm sao làm được? Phải biết rằng đối phương lại là cường giả đứng hàng thứ tư trong tông sư đỉnh phong của vương quốc. Những người khác đang vây xem, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng cảm thấy phía sau có gió mát thổi qua, dưới đái quần lạnh giá, mồ hôi lạnh xuất hiện. Vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng chứng vỡ, chắc hẳn vị Lâm Tạ trưởng lão danh chấn vương quốc này hoàn toàn bị tàn phế, lại không còn đất dùng võ nữa. Nói ngươi không được, lại không nghe, không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, trương huyền lắc đầu. đại phách quải trường theo động tác trên đùi của đối phương xuống, vô cùng thâm hiểm. đổi lại thành người khác quả thật không có cách nào né tránh. nhưng hắn nắm giữ mắt minh lý, đối phương còn chưa bắt đầu hành động, hắn đã nhìn ra, sớm đạp tới. tạm thời không nói thực lực vốn cũng không giống nhau cho dù tương đương nhau, lại làm sao có thể chống đỡ được hắn sớm làm ra phán đoán. Đây là Cước Pháp Thiên Đạo. Vương Dĩnh sừng sốt. Lão sư trước đây truyền thụ cước pháp để cho nàng đặt tên, nhưng cuối cùng nàng vẫn không dám, dựa theo cách nói của lão sư, gọi là Cước Pháp Thiên Đạo. Chiêu cước pháp này là sáng tạo độc đáo của lão sư, chỉ truyền thụ cho nàng. Thế nào, vị liễu lão sư này lại biết dùng? Thế nào Vương Dĩnh, nàng nói cái gì? nghe nàng nói thầm triệu nhã nhìn qua không không có gì sắc mặt nhất thời đỏ lên vương dĩnh liền vội vàng lắc đầu chiêu vừa rồi của liếu lão sư đó tốc độ quá nhanh nàng chỉ là nhìn thấy giống lại không dám xác định triệu nhã vừa hỏi ngược lại nàng không dám nói nếu các ngươi không muốn đồng loạt ra tay vậy ta lại động thủ thấy mọi người bị một chiêu hù dọa trương huyền hừ nhẹ một tiếng thân thể hắn thoáng một cái chui vào đoàn người tốc độ nhanh chóng giống như thuấn di tất cả trưởng lão còn không thấy rõ hắn đã đi tới trước mặt ầm 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 âm. âm thanh nắm đấm đánh vào thịt cái tát vào mặt vang lên ngay sau đó tiếng kêu thảm không ngừng vang lên lâm nhược thiên còn chưa có kịp phản ứng liền thấy mười mấy trưởng lão bên cạnh gần như trong cùng một lúc bay ra mỗi một nằm ngang co giật co giật không còn có người nào đứng lên thân pháp thiên đạo lần này nhìn thấy rõ ràng động tác của vị liếu lão sư trước mắt này vương dĩnh hít thở dồn dập mặt ửng đỏ nếu như nói cước pháp thiên đạo vừa rồi nàng còn không có cách nào xác định thân pháp này tuyệt đối là thân pháp thiên đạo không có bất cứ vấn đề gì vị liếu lão sư này tại sao lại biết thân pháp thiên đạo do trương sư sáng lập ra lẽ nào trong lòng nàng thoáng động nghĩ đến một khả năng thân thể thoáng lảo đảo một cái sắc mặt vương dĩnh trở nên trắng bệch sau khi trương lão sư thí luyện, liễu lão sư xuất hiện. Sau khi liễu lão sư xuất hiện, lại chưa từng thấy trương lão sư. Trước đó nàng vẫn cho là danh sư đường nói đúng, nhất định là hắn đi làm thí luyện gì đó. Chẳng lẽ biến thành liễu lão sư, đi tới thiên vũ học viện dạy học. Nói như vậy, Mộc Tuyết Tình cũng là học sinh của hắn. Triệu Nhã và Mộc Tuyết Tình so tài. Thảo nào ngày đó ngăn cản hai người luận võ, nói một câu, hồ đồ nhất định là xem chúng ta đánh nhau cảm thấy mất hứng cũng không phải lấy thân phận lão sư chèn ép toàn thân nàng lạnh như băng hạ độc nghĩ vậy nàng lại nhớ tới mình và đám người viên đào chạy tới hạ độc ra mặt nhất thời co rút sắp muốn khóc nếu như vị liếu lão sư này thực sự là trương lão sư bọn họ đặc biệt chạy tới hạ độc quả thực chính là tội không thể tha thứ chuyện gì thế này tự nhiên theo đám người viên đào hồ đồ chạy tới hạ độc cho Trương lão sư. Cũng không biết có trúng độc không, nếu thật sự trúng độc, vậy nàng còn mặt mũi nào đi gặp lão sư? Lão sư đối với bọn họ toàn tâm toàn ý, đám người mình lại muốn hại chết hắn. Nàng làm sao vậy? Thấy sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt vặn vẹo, Triệu Nhã lại nhìn qua. Không có việc gì, muốn nói ra suy đoán, lại có chút do so dự, Vương Dĩnh lại ngậm chặt miệng. Nếu như nói đi ra đám người triệu nhã viên đào nên làm cái gì đối mặt như thế nào nhất thời trăm mối lo toan nàng không biết phải làm sao bây giờ lão sư vương dĩnh bên này không biết nên làm thế nào cho phải lộ trùng phía sau trương huyền trợn tròn mắt sắp phát điên rồi hắn thấy được lão sư một cước đá nát tam trưởng lão đã biết chắc rất lợi hại chỉ ít cường đại hơn so với thực lực của hắn có thể làm mơ hắn cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy một người hai lần hít thở cũng không cần đánh cho tất cả mười mấy trưởng lão lâm gia đều nằm trên mặt đất sinh tử không rõ sốt cuộc làm sao làm được cho dù nửa bước trí tôn cũng không có cách nào sớm biết lợi hại như vậy đối với lâm gia không thèm quan tâm làm gì còn cố ý giấu giếm khẳng định cũng đã sớm nói ngươi ngươi hắn chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa lâm nhược thiên ở một bên sắp phát điên rồi Lâm gia sở dĩ sưng bá ở thiên vũ vương thành, không chỉ bởi vì có hắn, quan trọng hơn chính là những trưởng lão này. Mỗi người đều tự mình đảm đương một phương. Vốn tưởng rằng chỉ là một tông sư đỉnh phong, không cần hắn ra tay, mọi người cũng có thể thu thập. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian chấp mắt một cái, tất cả trưởng lão đều nằm trên mặt đất, người tàn phế, kẻ bị thương. Có nhầm hay không? Liễu Trình, nhận lấy cái chết cho ta. Gầm lên giận dữ, Lâm Nhược Thiên không thể tiếp tục kìm chế được, bàn tay lật một lần, lại bổ xuống Trương Huyền trước mặt. Chương 627, Triệu Nhã, kiếm tới. Một, âm, kinh khí phun ra, giống như ánh sáng trắng, lao thẳng tắp về phía Trương Huyền. Chí Tôn, lại gọi là vạn đỉnh cảnh, cảnh giới cuối cùng trong võ giả cửu trọng. Bất kể thân thể hay là chân khí, đều đạt tới cực hạn và đỉnh phong, tông sư căn bản không thể so sánh được lâm nhược thiên mặc dù chỉ là nửa bước trí tôn lực lượng trong cơ thể lại cuồn cuồn không ngừng giống như sông lớn giống như chân khí rót vào điên cuồng phun ra dường như một cây trường tiên cực lớn còn chưa đến tới trước mặt mặt đất nham thạch lại cuốn lên biến thành bột mịn chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn giống như cái còi được thổi lên phát ra tiếng động lớn chói tai khí huyết cộng hưởng chân khí phóng ra ngoài đây đây là dấu hiệu lập tức sẽ đột phá trí tôn sắc mặt Mạc Thiên Tuyết nhất thời trắng bệch. Hắn là đệ nhất cao thủ trong cảnh giới tông sư đỉnh phong ở Thiên Vũ Vương Quốc, đối với trí tôn cảnh hiểu rõ tối đa. Có người nói, người đạt được loại cảnh giới này, khí huyết toàn thân ngưng thực, giống như thủy ngân, chân khí mang theo tất cả cuốn tới, sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng còi vậy. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Lâm Nhược Thiên là dựa vào quan hệ cạp váy của Hiên Viên Vương Quốc mới nhận được lợi ích đột phá. Cho dù là nửa bước trí tôn, cũng không quá vững chắc, chưa đủ để gây ra sợ hãi. Lúc này nhìn thấy được thế, hắn mới biết. Căn bản không có chuyện như vậy. Thực lực của hắn, cho dù ở trong nửa bước trí tôn, cũng tuyệt đối được cho người mạnh nhất. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cửa ải cuối cùng, trùng kích đỉnh phong nhất của võ giả. Thảo nào rõ ràng có nửa bước trí tôn cảnh, phía sau lại có hiên viên vương quốc làm chỗ dựa vững chắc, ám toán man thú chân quốc, còn phải lén lút không phải khiếp sợ vương thất thiên vũ trả thù, mà là khiến cho bọn họ bị mê hoặc. Mục đích thực sự chỉ sợ là mau chóng trùng kích trí tôn thành công, đến lúc đó, trực tiếp nghiền ép, cho dù đám người danh sư đường biết, cũng không có cách nào ngăn cản. Nhìn bộ dạng bây giờ, nếu như không phải liễu hội trưởng buộc hắn ra tay, sợ rằng tối đa một năm, chậm thì mấy tháng, là có thể đạp bằng gông cùng xiềng xích, đột phá thành công. Đến lúc đó, cho dù không ngụy trang, bọn họ đã không thể tránh được đáng sợ. Toàn thân lạnh như băng, thân thể Mạc Thiên Tuyết run rẩy. Nếu không có vị liếu hội trưởng này cùng đối phương cứng rắn va chạm, có khả năng hắn cũng không phát hiện được bí mật này. Buồn cười, hắn còn không tự biết, cho rằng chỉ cần man thú Trấn quốc không chết, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liếu hội trưởng, nếu như thật sự không chống đỡ được, hắn hoảng sợ, đồng thời cũng đầy lo lắng. Liễu hội trưởng ở Tông Sư Đỉnh Phong tuy rằng cường đại, nhưng so với cùng loại cường giả cấp như vậy, sợ rằng vẫn phải kém hơn một mảng lớn. Không nói gì khác, chỉ nói lực lượng. Lúc này Lâm Nhược Thiên khẳng định tự nhiên đạt tới hơn 9.000 đỉnh. Chỉ bằng vào chân khí là có thể nghiền ép hoàn mỹ. Hắn không nhịn được nhìn về phía trước. Lợi hại. Tương tự với sự lo lắng của hắn, ánh mắt Trương Huyền vốn khinh thường, trở nên nghiêm trọng. Hắn đột phá đến tông sư đỉnh phong, trực tiếp nắm giữ lực lớn 5.000 đỉnh so với nửa bước trí tôn bình thường tương đương nhau. Nhưng so với Lâm Nhược Thiên, hắn vẫn kém hơn không ít. Hai người vừa tiếp xúc, nhất thời cảm nhận được áp lực nồng đậm. Chân khí của đối phương, giống như nước sông chen chúc đến. Cho dù hắn muốn né tránh cũng né tránh không được, chỉ có thể cứng rắn đập lại. Bịch 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 bịch, liên tục lui về sau bảy, tám bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Biết liều mạng, khẳng định không chống đỡ được, Trương Huyền cũng không nóng nảy, Tinh thần thoáng động, hai mắt phóng ra tinh quang, từng hoa văn chậm rãi xuất hiện. Mắt Minh Lý, ngay sau đó, lông mày hắn nhíu lại một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt Minh Lý có thể thấy được chỗ thiếu hụt mấu chốt của người tu luyện. Chỉ có điều, bị hạn chế tu vi, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, phần thường danh sư được trời thừa nhận này tuy rằng đáng sợ, lại cũng không có cách nào. Nói cách khác, chỉ cần thực lực mạnh hơn hắn mắt minh lý cũng không có cách nào tìm được vấn đề, càng không thể nào bốc thuốc đúng bệnh, khiến cho nó thắng lợi. Thôi đi, chỗ thiếu hụt. Biết thiên phú mới nhận được này vào lúc này không có tác dụng gì, trong đầu hắn la hét. Vù, đồ thư quán chấn động, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, hắn tiện tay mở ra. Nội dung tiến vào thức hải. Một lát sau hắn mỉm cười. Thảo nào thể lực long tinh hổ mãnh lại là sử dụng máu của linh thú thiên đạo đồ thư quán, không quan tâm đối phương tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần thi triển võ kỹ cũng có thể thấy được chỗ thiếu hụt. Về điểm ấy nó và mắt minh lý hoàn toàn khác nhau. Phía trên ghi chép kỹ càng tỉ mỉ vị thực lực chân thực nhất, võ kỹ cùng với công pháp tu luyện của này lâm đại gia chủ này. Mặc dù có thể đủ đột phá nhanh như vậy, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, không phải như Mạc Thiên Tuyết nói, dùng đan dược lợi hại nào đó, mà là tinh huyết của linh thú. Linh thú, vượt qua sinh mạng man thú. Linh thú cấp thấp nhất đều sẽ vượt qua lực lượng trí tôn. Một giọt tinh huyết của loại sinh mạng siêu cường này lại rất có thể khiến cho man thú cấp bậc nửa bước trí tôn, huyết mạch tiến thiên, trùng kích trí tôn thành công. Lâm Nhược Thiên từ tông sư đỉnh phong đột phá đến nửa bước trí tôn, chính là mượn loại vật này, lực lượng mới cuồng bạo hung bạo mạnh mẽ, khiến người ta cảm giác vô cùng vô tận. Đối phó thế nào? Bên trong đồ thư quán tuy rằng ghi chép rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng khí thức của đối phương kéo dài, dưới chân khí cuồng bạo, ngay cả lại gần người cũng khó khăn, càng chưa nói tới thương tổn. Vừa giao đấu với loại cường giả này, Trương Huyền liền hiểu được, võ kỹ của hắn quá mức vụn vặt. Cùng người chiến đấu, không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Bất kể là thiên đạo quyền pháp, thân pháp, cơ bản đều là một chiêu khống chế kẻ địch. Những chiêu số này, gần người nắm giữ công hiệu cực lớn, không đến trước mặt, tự nhiên cũng lại vô dụng. Hơn nữa, cho dù đi tới trước mặt đối phương, đối phương dùng tinh huyết linh thú, phòng ngự cường đại giống như man thú, hắn muốn đánh ngã cũng không quá dễ dàng. Chương 628, Triệu Nhã kiếm tới. Hai, sợ rằng chân khí tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có thể đánh cho đối phương bị thương. Về phần giết chết, gần như không thể nào. Dù sao, bất kể quyền pháp, thân pháp, cước pháp thiên đạo, đối chân khí và thân thể đều tiêu hao cực lớn cho dù tu vi đạt được tông sư đỉnh phong không có khả năng liên tục sử dụng ra cũng sẽ bị hạn chế số lần thôi đi tạm thời không cần võ kỹ thiên đạo cùng hắn tiêu hao ta không tin hắn có thể kiên trì được quá lâu nắm giữ thiên đạo đồ thư quán nhìn thấu võ kỹ tuy rằng một chiêu khó có thể đánh bại hắn đối phương muốn thương tổn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cùng lắm thì cũng từ từ tiêu hao xem đối phương có thể thể lực mạnh tới mức nào cho dù dùng tinh huyết linh thú cũng không có khả năng nắm giữ thể lực vô cùng vô tận. Trong lòng Trương Huyền miên man suy nghĩ, Lâm Nhược Thiên đối diện lại càng đánh càng cảm thấy phiền muộn sắp muốn nôn ra máu. Người thanh niên này, thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Hắn vừa ra tay lại phát ra chân khí trong cơ thể, mục đích rất đơn giản, đề phòng đối phương lại gần người. Vốn tưởng rằng, công kích cuồng bạo như vậy, cho dù lực chiến đấu của đối phương rất mạnh, khẳng định cũng không kiên trì được bao lâu, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới đối phương giống như con cá trạch dường như sớm biết sơ hở trong công pháp và chiêu số của hắn nhẹ nhàng thoáng lắc một cái lại trốn đến điểm mù của công kích lực lượng của hắn tuy rằng điên cuồng đánh cho nham thạch bốn phía xung quanh bắn ra không khí nổ mạnh nhưng người ta lông chưa từng rơi một sợi thậm chí chân khí cuồng bạo ngay cả tóc người ta cũng chưa từng thổi lên người này quả thực lại không phải chiến đấu mà là giống như đang nghỉ ngơi tất cả hư chiêu biến chiêu của hắn một điểm cũng không có tác dụng cái gọi là cảm bẫy công kích càng hoàn toàn không có một chút tác dụng chỉ cần tùy tiện di chuyển tất nhiên lại là hắn cực kỳ khó chịu muốn đánh nhau cũng đánh không được muốn tổn thương cũng không có chỗ tổn thương điều này lại giống như tay giơ đại đao muốn chém người mỗi lần chém xuống đều lệch đối phương mấy cm nhưng chút chênh lệch đó một chút tổn thương cũng không làm được không nói còn khiến mình sắp mệt tới nôn ra máu. Người có ý gì? Chúng ta là đang đọ sức sinh tử với nhau, đã đánh ra hơn 100 chiêu, ngay cả một chút góc áo cũng chưa từng đập tới. Người đây là muốn điên sao? Điều này, hai người bọn họ xác định là đang chiến đấu sao? Thế nào cảm giác không giống lắm? Lâm Nhược Thiên sắp muốn phát điên, mọi người ở bên cạnh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt vỡ mộng. Bình thường hai người giao đấu, chân khí kích động, lực lượng va chạm vào nhau, đánh tới khí thế hừng hực. Nếu như thực lực tranh lệch, một bên yếu hơn cho dù có thể kiên trì, cũng khẳng định không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần chiến đấu, khẳng định có va chạm, có giao chiến. Trời à, hai người này đang có chuyện gì xảy ra vậy? Thế nào nhìn không giống chiến đấu, giống như là... Khiêu vũ, vị lâm như kiên này bình thường còn chưa có ra tay, liễu hội trưởng này lại nhảy sang một bên, vẻ mặt nhàn dỗi nhìn qua ngay sau đó công kích của người trước mới đến được nói cách khác rõ ràng là lâm nhược thiên công kích nhưng ở trong mắt của mọi người thật giống như liễu hội trưởng nhảy tới chỗ nào hắn công kích đến chỗ đó hai người người lui ta lui người tiến ta tiến khiêu vũ cũng không ăn ý được như thế chẳng lẽ hai người đã sớm quen biết đối với phương thức chiến đấu của từng người đã quen thuộc tới cực điểm không đúng nhìn dáng vẻ Lâm Nhược Thiên bất cứ lúc nào cũng muốn cắn người. Hai người cũng không quen biết, lại không đến mức buồn chán cố ý biểu diễn ở trước mặt mọi người. Là liễu hội trưởng sớm nhìn ra được chiêu số của Lâm Nhược Thiên, hoàn toàn dẫn loạn tiết tấu của hắn. Sắc mặt tạ viện trưởng nghiêm trọng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lão sư học viện bọn họ chạy đến Lâm ra gây sự, hắn tất nhiên cũng nhận được tin tức, vừa mới tới đây, lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, toàn thân đều choáng váng sớm nhìn ra chiêu số, đồng thời ở thời điểm đối phương còn chưa có công kích tới, lại trốn đến nơi an toàn, khiến cho đối phương ở dưới lực lượng cuồng bạo, cũng không có kế sách gì có thể thực hiện được. Rốt cuộc hắn làm sao làm được? Cho dù danh sư tam tinh, cũng không có năng lực kinh khủng như vậy. Trừ phi là, vị liếu hội trưởng này là lão tử của hoặc lão sư của Lâm Nhược Thiên, đối với công kích của hắn, tất cả chiêu số đều rõ ràng. Bằng không, không có khả năng quen thuộc như vậy, do đó sớm làm ra phán đoán nhưng liễu hội trưởng có thể là lão tử của hoặc lão sư của lâm nhược thiên sao tuyệt đối không thể nào sớm biết rằng liễu hội trưởng này thiên phú cao người cũng không bình thường nhưng có lẽ nằm mộng hắn cũng không nghĩ tới lại không bình thường như thế làm cho đối thủ cường đại hơn so với bản thân mình nhiều như vậy từng chiêu đánh vào không khí chiêu số lợi hại hơn nữa cũng không có một chút tác dụng gì suy nghĩ một chút cũng choáng váng ngươi ngươi có thể trực tiếp cùng ta chiến đấu hay không càng đánh càng phiền muộn tức tới sắp bùng nổ lâm nhược thiên giết gào một tiếng chiến đấu trực tiếp chúng ta không phải đang làm sao vừa né tránh trương huyền vừa nói ngươi công kích ta trốn ngươi thu hồi lực lượng lại ta đi tới còn muốn đối mặt với ta thế nào không phải là chiến đấu trực tiếp nghe nói như thế lâm nhược thiên buồn bực thiếu chút nữa phun máu ra hắn biết lại nói nữa Khẳng định không cần động thủ, sẽ lập tức bực bội mà chết. Cổ tay hắn lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng rạch một cái, không khí giống như là trang giấy bị mở ra, xuất hiện từng tầng sóng cuộn. Có dám cùng binh khí của ta so chiêu chân chính hay không? Binh khí, được. Trương Huyền sửng sốt, lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn lại, khẽ cười. Triệu Nhã, kiếm tới chương 629, Điện Chủ Cứu Ta 1. Trương Huyền không có kiếm, cũng không có bất kỳ binh khí gì, duy nhất một thanh trường kiếm do trưởng lão thú đường đưa tặng, đã đưa cho triệu nhã. Lúc này đối phương lấy ra binh khí, buộc hắn sử dụng binh khí. Mắt hắn rơi vào trên người nữ hài, lập tức la lên. Kiếm! Triệu nhã có chút do dự, tay ngọc vẫn run một cái, trường kiếm bay thẳng tắp về phía liễu lão sư trước mắt không biết vị liếu lão sư này tại sao lại mượn kiếm của nàng nhưng lần này nếu là tới giúp đỡ hắn cũng không sao cả âm um, trường kiếm rút ra khỏi vỏ hàn quang bắn ra bốn phía khí chất toàn thân trương huyền nhất thời thay đổi giống như lập tức cùng kiếm dung hợp với nhau khí tức sông thẳng lên trời muốn cắt phá ngay cả bầu trời xanh leng keng leng keng tất cả võ giả mang theo kiếm trường kiếm trong tay giống như nhìn thấy vương giả đồng thời phát ra âm thanh thanh thúy Hội tụ lại hình thành một tiếng động to rõ. Vạn kiếm đồng loạt kêu lên, đây là cảnh giới kiếm tâm cao hơn so với cảnh giới kiếm ý sao? Liễu hội trưởng chừng 20 tuổi, lĩnh ngộ kiếm tâm. Hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người run rẩy kịch liệt, nhìn qua giống như nhìn quái vật. Tu luyện binh khí, lĩnh ngộ chân ý của binh khí chỉ là bước đầu tiên. Đạt được cảnh giới càng cao thâm mới là tâm của binh khí. Kiếm tâm nói rõ lĩnh mộ đối với kiếm đã đạt đến một loại mức độ nghe thôi đã khiến cho người ta kinh hãi có người nói ngay cả một ít cường giả vượt qua trí tôn vẫn không có cách nào làm được lúc này ở trên người một người thanh niên chỉ có tông sư đỉnh phong sử dụng ra làm sao không khiến cho người ta kinh ngạc kiếm tâm lấy tâm làm kiếm lấy ý làm thế đạt đến mức độ này tất cả đều là kiếm chiêu bằng chừng ấy tuổi lĩnh mộ loại ý cảnh này sử dụng trên phương diện kiếm cùng cấp bậc, đã không có địch thủ. Không đúng, không phải là kiếm tâm. Khương đường chủ phía sau đoàn người vừa đi tới, chậm rãi lắc đầu. Người khác không biết thân phận của liễu hội trưởng, hắn biết rất rõ. Thế hệ thiên kiêu danh sư đường, nếu chẳng may ngã xuống ở lâm gia, tổng hội nhất định giết chết hắn. Bởi vậy, nghe được tin tức, hắn lại lập tức chạy tới. Chỉ có điều, lúc này Trương Huyền chiếm thượng phong, không có bất kỳ bị động nào, hắn cũng không cần ra tay. Không phải chứ. Trúc trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Vạn kiếm đồng loạt kêu lên, giống ngâm gọi trời, chính là dấu hiệu lĩnh ngộ kiếm tâm. Nếu như nói không phải, đó là cái gì? Kiếm tâm chia ra làm ba loại thượng, trung, hạ. Căn cứ lĩnh ngộ nhiều ít, lần lượt xếp thành hàng. Bình thường hạ kiếm tâm, thì có thể làm cho trường kiếm sinh ra linh tính, cùng người phù hợp, giống như cánh tay. Trương Sư tuy rằng dẫn động vạn kiếm đồng loạt kêu lên, trên thực tế chỉ là điều động khí thức của thân kiếm, đối với loại linh tính này, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Khương Đường Chủ giải thích, kiếm tâm là một loại cảnh giới, cũng đại biểu cho kiếm có linh, kiếm có tình. Trương Huyền tuy rằng lĩnh ngộ đối với kiếm rất cao sâu, thậm chí dẫn động vạn kiếm đồng loạt kêu lên, trên thực tế đối với nắm giữ, linh, rất ít. Thậm chí ngay cả sát mép cũng chưa từng lục loại đến, tất nhiên cũng không có hoàn chỉnh đạt được cái gọi là kiếm tâm cảnh. Như vậy là, hiểu được, trúc trưởng lão không nhịn được ngẩng đầu. Nếu không phải kiếm tâm cảnh, đó là cái gì? Là nửa tâm cảnh, thần sắc hương đường chủ nghiêm trọng. Trên thực tế hắn là lĩnh ngộ kiếm tâm, chỉ có điều tu vi không đột phá, đối với linh tính chưa nắm giữ xong. Chỉ cần thực lực nâng cao, chỉ sợ cũng sẽ thật sự nắm giữ, một đạo kiếm thuật, không đâu địch nổi. Ngay cả, linh, là cái gì cũng không biết, lại nắm giữ nửa tâm. Làm sao làm được? Nói xong, đồng thời chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa. Rất nhiều cường giả siêu cấp vượt qua trí tôn, mỗi ngày quan sát, mỗi ngày nghiên cứu, vẫn không có cách nào lĩnh mộ kiếm tâm. Người này ngay cả linh là cái gì cũng không biết, thậm chí, ngay cả bội kiếm cũng không có, lại đạt được loại cảnh giới này. Suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta tan vỡ. Nếu như tin tức này để cho những người nghiên cứu kiếm thuật, cả đời không bước vào cửa biết được, không biết có thể lập tức phiền muộn mà chết hay không. Kiếm ý thật nồng đậm mạnh mẽ. Triệu nhã không biết còn có cách nói về kiếm tâm, nhưng liếu lão sư trước mắt, kiếm ý trên người bay lên, khiến cho nàng cảm thấy thân thể mềm mại run rẩy, hình như toàn thân đều bị áp chế, ở trước mặt đối phương không thể dâng lên dũng khí rút được kiếm dũng khí. Kiếm ý nghiền ép. Đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, lĩnh ngộ sâu sắc, có thể dễ dàng nghiền ép lĩnh mộ thấp. Sử dụng binh khí, chỉ sợ là quyết định ngu nhất ngươi làm ra. Trường kiếm ở trong tay, Trương Huyền khẽ cười nhìn lại. Quyền pháp thiên đạo, thân pháp thiên đạo, chỉ có một chiêu. Hơn nữa phải gần người mới có khả năng công kích, kiếm pháp thiên đạo lại khác. Lĩnh mộ kiếm ý, một chiêu phá vạn chiêu, tiện tay đều là chiêu số. Trước đó, hắn cùng đối phương giao đấu, vì bị chân khí chân ép, không có cách nào công kích, chỉ có thể né tránh trong tay có kiếm hắn lập tức khắc hẳn hoàn toàn có thể cứng rắn chống lại âm um, trường kiếm run lên kiếm quang gào thét một luống kiếm quang sáng ngời từ mũi kiếm bắn ra lao về phía lâm nhược thiên cái gì lâm nhược thiên khóc vừa rồi đối phương vẫn né tránh khiến cho hắn đánh không được hắn vốn tưởng rằng dùng tới binh khí lực lượng ngưng tụ phạm vi công kích rộng có thể chiếm tiện nghi làm cho đối phương không có cách nào lại chạy trốn nữa. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, người ta lĩnh mộ tâm của binh khí. Trời à! Vậy làm sao đánh? Tuy rằng Tu Vi đạt được nửa bước trí tôn, nhưng lĩnh mộ đối với kiếm, ngay cả kiếm ý cũng chưa từng đạt được, càng chưa nói tới kiếm tâm. chương 630, Điện Chủ Cứu Ta 2 Sắc mặt khó coi, thân thể chợt co lại, tránh thoát kiếm khí của đối phương. Hắn đang muốn đánh trả, liền thấy một luồng ánh sáng trắng, đâm qua sát ra đầu. Ta ngất, cảm nhận được sát khí lướt qua ở phía trên, biết một khi chạm với, ra đầu đều sẽ bị xé mở, Lâm Nhược Thiên lại không quan tâm, ngay tại chỗ lăn ra ngoài. Âm, um, kiếm quang rơi xuống mặt đất, vẽ ra một rãnh sâu. Nham thạch, bùn đất bắn ra. Đáng giận, đường đường là nửa bước trí tôn, tự nhiên phải dựa vào lăn lộn mới có khả năng tránh né công kích, Lâm Nhược Thiên tức giận sắp bùng nổ trong lúc lăn qua bàn tay vỗ ở trên mặt đất hắn đang định nhảy dựng lên lông tơ lại dựng đứng không kìm lòng được lăn một vòng về phía trước vút vừa thoát đi địa phương hắn vừa ở lại xuất hiện một vết rãnh sâu lĩnh ngộ kiếm ý có thể thi triển kiếm khí kiếm khí là chân khí phối hợp trường kiếm ngưng tụ thành vô cùng sắc bén sức mạnh vô địch hắn mặc dù là cường giả nửa bước trí tôn đụng tới loại vật này cũng chỉ có phần bị giết chết căn bản không chống đỡ được trước đó hắn có khí lực hùng hậu làm cho đối phương không có cách nào gần người nhưng ở dưới kiếm sắc bén khí loại lực lượng này lại vô dụng nếu thật sự muốn thi triển làm không tốt sẽ bị cắt qua bản thân bị trọng thương liễu trình ngươi liên tục lăn qua hai lần lâm nhược thiên vừa vội vừa tức lại rít gào chỉ có điều âm thanh còn chưa kết thúc lại có một luồng kiếm quang đâm thẳng tắp tới a à, lần này không kịp né tránh trên người mát lạnh ống tay áo rộng rãi, từ trong đó xé rách, tóc cũng rơi xuống vài sợi. Cảm nhận được băng hàn thấu xương trong kiếm quang, biết được vừa rồi chậm một bước nữa, khẳng định ruột thủng bụng nát, hắn lại không để ý tới chuyện nói thừa, liên tục lăn. Thực sự kỳ quái, dùng quyền pháp, liễu hội trưởng liên tục né tránh, không chống đỡ được, không có có bất kỳ biện pháp nào. Sử dụng kiếm, lâm hội trưởng liền đứng dậy cũng làm không được, chỉ có thể lăn trên mặt đất. Lâm gia là gia tộc nổi danh về kiếm pháp, Lâm gia chủ còn là kiếm thuật đại sư nổi danh vương quốc. Liễu hội trưởng là y sư, lão sư bình thường, ngay cả kiếm cũng không có. Hiện tại kiếm thuật đại sư quyền pháp mạnh mẽ, không có kiếm thuật tinh thông bằng y sư không có kiếm. Chuyện gì thế này? Đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người dường như choáng váng. Lâm gia là gia tộc dùng kiếm, kiếm thuật kéo dài không dưới mấy trăm năm. Bàn về kiếm thuật, thậm chí toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng lấy hắn làm đầu. Ban đầu, mọi người thấy hắn lấy ra trường kiếm, đều cho rằng vị Liễu hội trưởng này sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Dù nằm mơ bọn họ cũng không ngờ được sẽ gặp phải loại cục diện này. Đường đường là Lâm gia chủ kiếm thuật đại sư, liên tục hơn 10 chiêu, phản kích cũng phản kích không được, chỉ có thể lăn trên mặt đất. Cũng quá kém. Không phải Lâm gia chủ quá kém, mà là Liễu hội trưởng quá mạnh mẽ thần sắc tạ viện trưởng nghiêm trọng. Dựa theo đạo lý bình thường, cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm tâm, chỉ có thực lực tông sư đỉnh phong, không có khả năng liên tục thi triển kiếm khí công kích. Hơn nữa, kiếm khí công kích cũng có phạm vi nhất định. Công kích càng xa, tiêu hao đối với chân khí cũng lại càng lớn. Mấy vị lão sư của thiên vũ học viện đồng thời gật đầu. Kiếm khí là chân khí phóng ra ngoài, công kích khoảng cách càng xa, phát ra càng nhanh, Uy lực càng nhỏ không nói, tổn hao lại càng lớn. Các ngươi nhìn đi, liên tục công kích nhiều chiêu như vậy, kiếm khí vẫn huy hoàng, uy lực rất mạnh, làm cho Lâm gia chủ cũng không dám chống lại. Đủ để nói rõ, chân khí trong cơ thể hắn, hoặc là vô cùng hùng hậu, hoặc là vô cùng tinh thuần. Tạ viện trưởng chậm rãi nói, chỉ có chân khí hùng hậu đến cảnh giới nhất định, mới dám sử dụng không chút kiêng kỵ như thế, không lo lắng sẽ khô cạn. Cũng chỉ có tinh thuần đến cảnh giới nhất định mới có thể làm cho kiếm quang rời khỏi thân thể xa như vậy, vẫn duy trì sự tập trung không tiêu tan, lực lượng 10 phần. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều gật đầu. Bên này tất cả mọi người chấn động kinh ngạc câm nín không thể nói lời nào, bên kia trường kiếm trong tay Trương Huyền múa giống như gió. Lâm gia chủ, người không phải mới vừa nói muốn ta sử dụng binh khí so tài sao? Lại lăn lộn trên mặt đất là có ý gì? Hét lớn một tiếng, Trương Huyền dùng ngôn từ chính nghĩa có thể trực tiếp chiến đấu với ta hay không? Phụt! Nghe nói như thế, Lâm Nhược Thiên phiền muộn một hồi, không cẩn thận bị kiếm khí quét chúng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Điên rồi! Đây chính là lời hắn mới vừa nói với đối phương, không nghĩ tới bị trực tiếp chuyển ra. Trực tiếp đối chiến! Ta nhổ vào! Kiếm khí của ngươi ngang dọc, đánh cho ta ngay cả năng lực ngăn cản cũng không có, chiến đấu chính diện thế nào? vừa rồi quyền pháp làm cho hắn né tránh xung quanh, không dám trực tiếp tiếp xúc. Đánh thật tốt, giả vờ cái gì, muốn sử dụng binh khí. Vậy thì hay rồi, giả vờ không làm được, biến tê đê ổi vỡ mộng. Đệ nhất cao thủ của thiên vũ vương quốc, cường giả nửa bước trí tôn. Ai từng thấy cao thủ bị người đánh, lăn trên khắp mặt đất. Liêu điện chủ, đại dược vương, nhanh lên động thủ một chút. Chỉ cần độc chết người này, các người có điều kiện gì ta đều đáp ứng hơn nữa còn cho gấp đôi. Lại bị đánh lăn một hồi, biết tiếp tục nữa, sớm hay muộn cũng sẽ bị kiếm khí của đối phương chém giết, Lâm Nhược Thiên không thể tiếp tục kìm chế được, hét dài một tiếng. Tất cả trưởng lão của gia tộc gần như đều tàn phế, đã không có cách nào đối phó với người thanh niên này. Hy vọng duy nhất chính là vị lưu điện chủ và đại dược vương phía sau này. Thân là điện chủ của độc điện, có thể giết vượt cấp địch. Chỉ cần sử dụng độc, cho dù kiếm khí cường thịnh mấy đi nữa cũng vô dụng được nhớ kỹ lời của ngươi người này ta tới giúp ngươi giải quyết nghe được lời hứa hẹn liêu huân thỏa mãn gật đầu đi ra liêu điện chủ đại dược phương độc chết chẳng lẽ là đại dược phương của hồng liên thành liêu huân điện chủ của độc điện trong đám người không biết có ai đó kêu lên sắc mặt mọi người đồng thời trắng bệch ổ lên một trận audio điện tử võ tấn bền chương 631, Điện Chủ không đáng tin cậy một Độc điện là tồn tại người tu luyện bình thường, người người kính nể, e sợ. Khí độc vừa ném ra, mọi người cường thịnh mấy đi nữa cũng khó có thể đề phòng, không có cách nào chống đỡ. Ban đầu Liêu Huân cùng người của Lâm ra đi ra, tất cả mọi người không chú ý. Khi nghe được tiếng la, bọn họ mới hiểu được, lại là vị điện chủ mới nhậm chức của Hồng Liên Sơn Mạch kia. Tin tức này, đám người quý gia chủ không biết, nhưng một ít gia tộc tin tức nhạy bén, vẫn có thể có được tin tức. Có thể trở thành điện chủ, ít nhất là độc sư nhị tinh đỉnh phong. Một khi sử dụng độc, đừng nói tông sư đỉnh phong, cho dù cường giả trí tôn gặp phải, sợ rằng cũng phải tạm tránh phong quang. Không nghĩ tới, lâm gia tự nhiên có giao dịch với người như thế. Trong lòng tất cả đều ớn lạnh. Liễu hội trưởng có lực chiến đấu mạnh mẽ, công kích cũng rất đáng sợ, nhưng... Độc, thứ này nhìn không thấy sợ không được. Một khi gặp phải, thực lực cường thịnh mấy đi nữa, cũng sẽ biến thành bọt nước, không có bất cứ tác dụng gì. Liễu hội trưởng sợ rằng sẽ gặp phải xui xẻo. Đúng vậy, có người nói liều điện chủ ngay cả trí tôn sơ kỳ cũng có thể độc chết. Hắn chỉ có tông sư đỉnh phong, sao có thể đỡ nổi. Không nghĩ tới, lâm gia tự nhiên có liên quan với độc điện. Đáng giận. Xác nhận thân phận của đám người lưu huân, mọi người tuy rằng phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào nếu như không phải sợ bọn họ sử dụng độc, nghiệp đoàn này khẳng định đã sớm bị người ta tiêu diệt sạch. Phải cứu trương sư, độc điện thật sự dám động thủ, ta lập tức xin tổng bộ, lật tung toàn bộ hồng liên sơn mạch. Ánh mắt Khương đường chủ sáng như điện. Danh sư có dạy không phân biệt chủng loại, độc điện tuy rằng khiến người ta kính nể, e sợ, nhưng cũng có giá trị tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần không thái quá, bọn họ sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại vị liêu huân điện chủ này thật muốn động thủ đối với thiên tài trương sư, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắn nhất định sẽ xin tổng bộ, phái người hoàn toàn tiêu diệt con sâu làm giàu nồi canh này. Kiếm ý, kiếm khí, kiếm pháp thiên đạo. Không giống với sự phẫn nộ của mọi người khác, hương triệu nhã trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Tuy rằng vị liếu lão sư trước mắt này sử dụng kiếm pháp, chỉ giống ở bề ngoài, cùng kiếm pháp thiên đạo nàng tu luyện, có nhiều điểm khác biệt, nhưng nàng vẫn nhận ra được tuyệt đối là chiêu thức sư tôn truyền thụ. Kiếm pháp của sư tổ, người này làm sao có thể? Lẽ nào? Linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, nàng không nhịn được nhìn về phía vương dĩnh bên cạnh. Ánh mắt mới vừa cùng tiếp xúc đối phương, đã thấy đối phương gật đầu. Thật sao? Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc nàng hiểu rõ, vì sao đối phương muốn mượn kiếm của nàng để sử dụng, cũng biết vì sao biết nàng và mục tuyết tình chiến đấu, sắc mặt đối phương cổ quái như vậy, tức giận như vậy. Hóa ra, liễu lão sư, chính là trương sư, lão sư, nguy hiểm. Kịp phản ứng, nắm tay căng thẳng. Thực lực của lão sư, nàng không lo lắng, nhưng đối phương là độc sư, am hiểu sử dụng những thứ nhìn không thấy này. Lão sư, có thể đỡ nổi sao? Trong lòng suốt ruột, không nhịn được nàng ngẩng đầu nhìn qua. Người tên là Liễu Trình đúng không? Không thể không thừa nhận, là một thiên tài tu luyện hai bước đi tới giữa sân thân sắc liêu huân thản nhiên nhìn về phía trương huyền cách đó không xa đáng tiếc gặp phải ta hắn lắc đầu người này thiên phú thật sự không tệ nhưng thiên phú mạnh mẽ có tác dụng gì không nên cùng lâm gia đối nghịch chỉ có lâm gia trở thành chủ của thiên vũ vương quốc độc điện mới có ngày nổi danh về chuyện này ai cũng không thể ngăn cản hắn lật cổ tay một cái một lọ thuốc bột xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chân khí trong cơ thể phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun mạnh ra ngoài. Vù, thấy hắn muốn ra tay, Trương Huyền thu kiếm. Công kích dừng lại, Lâm Nhược Thiên chậm lại, vội vàng đứng lên, đầy chật vật trốn sau lưng Lưu Huân. Độc chết hắn, hắn giết gào, ổ tiếng, đầy dữ tợn và hưng phấn. May mà ngày hôm nay mời Lưu Điện chủ tới, nếu không, cho dù Lâm ra không phá, cũng gần như bị người thanh niên này đánh cho không còn mặt mũi. Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Độc phấn loanh quanh ở trong lòng bàn tay, lưu điện chủ cũng sẽ kích phát bất cứ lúc nào. Lão sư, lộ trùng đầy suốt ruột, liền muốn xông lên, nhưng còn chưa đến trước mặt, đã thấy Trương Huyền khoát tay áo, nhìn về phía Đại Dược Vương cách đó không xa, mỉm cười. Đại Dược Vương, hiện tại không có khí ước cổ, lá gan thật lớn, dẫn Liêu Huân đi tới quấy rối sao. Khế ước cổ. Đại Dược Vương đang ở một bên xem náo nhiệt, đồng tử co lại, thiếu chút nữa thì co quắp trên mặt đất. Liêu Huân không biết thân phận thật sự của vị Bạch Y sư kia, nhưng hắn lại biết hiểu rất rõ. Thiên tài danh của danh sư Đường sư Trương Huyền. Trước đây, khế ước cổ chính là do người này ra tay giải quyết. Chuyện này, rất ít người biết được, hắn mở miệng nói ra, hơn nữa tự tin như vậy, chẳng lẽ phải biết rằng vị Trương sư kia có bản lĩnh ngụy trang hắn lại tận mắt nhìn thấy được liễu lão sư này không biết có phải là hắn ngụy trang hay không thảo nào trước đó đã nghi ngờ thiên vũ vương thành thế nào có trương sư còn xuất hiện một vị y đạo đại tông sư như vậy hóa ra là cùng một người không nên nói thừa cho dù biết đại dược vương cũng vô ích liêu hút cũng không kịp phản ứng gầm một tiếng đầy phẫn nộ tay cầm phấn độc lại muốn bắn ra điện chủ dừng tay đại dược vương nhanh như hổ đói vồ mồi, vào tới. Thế nào? Liêu Huân sửng sốt. Đại dược vương luôn luôn rất trầm ổn, thế nào lại là bộ dạng đức hạnh? Này! Điện chủ, không thể động thủ. Hắn, hắn! Sắc mặt nhăn nhó sắp muốn khóc, đại dược vương không nhịn được truyền âm. Hắn là, sư thúc tổ. chương 632, điện chủ không đáng tin cậy hai. Sư thúc tổ. Đầu gối mềm nhũn, Liều điện chủ thiếu chút nữa thì lập tức quỳ xuống. Sư thúc tổ, đây chính là nhân vật siêu cường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngay cả đặc sứ cổ mục cũng cung kính không thể tăng thêm được nữa. Hắn có thể thuận lợi lên làm điện chủ, chính là công lao của vị sư thúc tổ này. Vị trước mắt này chính là hắn. Thiếu chút nữa thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi xác định? Run rẩy, hắn vội vàng truyền âm. Nếu quả thật là vị kia, sử dụng một chút phấn độc đối phó với người ta, còn muốn giết người. Cổ mục đặc sứ biết được, nhất định sẽ lột ra hắn ra, lập tức giết chết. Tuyệt đối không có sai lầm. Đại Dược Phương liên tục gật đầu, đang muốn tiếp tục giải thích, chỉ thấy người thanh niên đối diện nhìn qua, giọng nói vang lên. Liêu điện chủ, cổ mục, dung nham thú hoàn toàn thuần phục. Phù phù, nếu như mới vừa rồi còn không thực sự xác định, nghe nói như thế, đầu gối liêu huân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ dạp xuống đất. Dung nham thú, chỉ có ba người biết được, cổ mục, hắn và sư thúc tổ. Hiện tại cổ mục đặc sứ đã rời đi, quay về hiên viên vương quốc. Mình lại chưa từng nói ra, người này mở miệng nói ra, tuyệt đối là sư thúc tổ không thể nghi ngờ. Liêu điện chủ, đừng nghe người này nói bậy, nhanh độc chết hắn. Thấy liêu điện chủ lấy ra độc dược, không những không có động thủ, ngược lại cùng đối phương dây dưa, lâm nhược thiên sốt ruột không nhịn được hét lớn một tiếng chỉ có điều còn chưa nói hết lời liền thấy một cái bình ngọc đập tới đúng ngay mặt ầm um, còn chưa tới trước mặt phấn độc lại rơi ra dính vào mặt vừa tiếp xúc với da nhất thời cảm thấy toàn thân ngứa ngáy kinh mạch toàn thân đều giống như bị xé rách đau đớn kịch liệt khiến cho hắn sắp phát nổ mạnh liêu điện chủ người đây là hắn giết gào một tiếng người dở trò quỷ gì vậy ta bảo ngươi đi độc chết liễu trình, ngươi ném vào mặt ta là có ý gì? Vút, nghi ngờ trong lòng còn chưa có kết thúc, trên mặt tê dần, bị người tát một cái qua. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, một đầu bổ nhào ngã xuống đất, hàm răng đụng vào đất, từng miệng máu phun ra. Ta giết chết đồ hại người nhà ngươi. Đang choáng váng mơ hồ không rõ ai động thủ với hắn, lại thấy lưu điện chủ hai mắt đỏ ửng, người đã nhào tới. Âm 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 hắn thật sự nổi giận nếu như ngày hôm nay thật sự ra tay đối với sư thúc tổ đừng nói vị trí điện chủ hắn nhất định sẽ chết rất thảm đều tại kẻ hại người này làm ra không đánh chết hắn trong lòng có phần không cam a à, đây là chuyện gì xảy ra nhìn thấy được vẻ mặt lưu điện chủ tức giận hoàn toàn điên cuồng mọi người đang muốn giúp một tay mỗi một người đều ngây người ra tại chỗ nhất là đám người khương đường chủ tạ viện trưởng giống như choáng váng Liêu điện chủ không phải là do Lâm gia chủ mời tới giúp một tay sao? Vừa rồi không phải kiêu ngạo muốn độc chết Liễu hội trưởng sao? Thế nào, thoáng một chút lại phản bội, bắt đầu điên cuồng đánh Lâm Nhược Thiên. Quý gia chủ trốn ở phía sau cùng càng thiếu chút nữa thì đánh tới. Ai có thể nói cho ta biết, trời ạ à, chuyện gì xảy ra vậy? Mới vừa rồi Liêu điện chủ còn cùng Lâm gia thân thiết giống như cùng một người, nổi điên làm gì? Đây chính là Lâm Nhược Thiên cường giả nửa bước trí tôn, trực tiếp đánh thành đầu heo. Ta ngất, may là vừa rồi không ra ngoài, nếu không, ta khẳng định chết thảm hại hơn. Thực lực của Lâm Nhược Thiên vốn mạnh hơn Lưu Huân, nhưng dưới tình huống hoàn toàn không có đề phòng, chúng độc. Vậy còn là đối thủ sao? Bị điên cuồng đánh một trận, hắn lập tức hoàn toàn thay đổi, nhân dạng cũng không có. Được rồi, thầy đánh tiếp nữa, người này khẳng định lập tức lại chết, Trương Huyền khoát tay. Vâng, ngừng tay lại, vẻ mặt Liêu Huân tươi cười đứng ở trước mặt Trương Huyền, giống như tôn tử. Cái đó, sư thúc tổ, là ta có mắt như mù, không biết tôn giá quang lâm. Không nên nói thừa, qua một bên đợi đi. Những mày, Trương Huyền quát mắng. Người của độc điện, không ở Hồng Liên Sơn mạch đợi, chạy tới đây làm gì? Còn muốn dính dáng tới ngư quyền đoạt vị, thật sự là chán sống rồi sao? Vâng, thấy hắn không ý định truy cứu, Liêu Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hăng hái bừng bừng đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói thêm. Lão sư quát mắng một tiếng, Liêu Điện Chủ chạy tới đánh Lâm Nhược Thiên. Lại quát mắng một tiếng, ngoan ngoãn giống như học sinh, đứng ở một bên. Đám người Mộc tuyết tình chớp mắt, mỗi người đều hận không thể nắm tóc. Ban đầu nghĩ, Lão Sư và Lâm ra tranh đấu, khẳng định nhất định phải thua. Bọn họ cầu xin trưởng bối trong nhà mình qua trợ trận. Kết quả, người trợ trận ngay cả lời cũng chưa từng nói, liễu lão sư lại đánh ngã cả nhà người ta. Thậm chí Lâm Nhược Thiên nửa bước trí tôn cảnh cũng không phải là đối thủ. Thực lực mạnh, đó là kết quả tu luyện, không có cách nào. Nhưng vị điện chủ của độc điện này là nhân vật tất cả mọi người nghe được đều đã sợ mất mật. Thế nào khi thấy đến lão sư, đã biến thành con thỏ ngoan ngoãn. Bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Còn đánh cho Lâm Nhược Thiên kẻ muốn cùng hắn giao dịch thành đầu heo nghi ngờ tương tự cũng xuất hiện ở trong mắt người khác đáng giận đáng giận mọi người đang thấy kỳ quái liền nghe được một tiếng rít gào bọn họ nhìn về phía trước chỉ thấy lâm nhược thiên giấy dụa đứng dậy ánh mắt lộ ra ánh sáng dữ tợn liễu trình đây là ngươi ép ta ban đầu ta còn không muốn dùng tới dù sao tổn hao quá lớn nếu không để cho ta sống đường ta lại cùng các ngươi đều chết ở chỗ này trong tiếng gầm gừ hai tay trái phải của hắn điểm một cái. Hai luồng chân khí bắn ra ngoài. Ông! Một đám xương dâng lên, một đại trận trong nháy mắt khởi động. Là, sát trận tam phẩm đỉnh phong, lâm lung thái tử phi trước đây lưu lại. Cái này, thật sự kết thúc rồi. Thân thể Mạc Yên tuyết thoáng lảo đảo một cái. chương 633, một bước phá trận một. Vị thái tử phi kia trong lời đồn đại, vì đề phòng gia tộc bị người hủy diệt, từng đặc biệt ở nghiệp đoàn trận pháp sư hiên viên vương quốc cầu xin một bộ trận pháp tam phẩm đỉnh phong trấn thủ nhà cửa lâm gia bảo vệ gia tộc thiên thu vạn đại không người nào dám xâm phạm chính là vì tin tức này cho dù man thú trấn quốc đột phá đến trí tôn cảnh mà thiên tuyết cũng không dám ra tay đầy kiêng kỵ trước đó hắn vẫn ôm tâm lý may mắn cảm thấy cho dù có trận pháp này cũng không ai có thể kích hoạt dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới lâm nhược thiên không chỉ kích phát trong nháy mắt còn muốn bao vây tất cả bọn họ ở bên trong. Đây chính là sát trận tam phẩm đỉnh phong. Cùng khốn trận hoàn toàn khác nhau, một khi rơi vào trong đó, sẽ bị đủ loại lực lượng kỳ quái công kích. Cường giả trí tôn chuẩn bị không tốt cũng sẽ chết ở bên trong. Ha ha, tất cả đều chết đi cho ta. Trận pháp kích hoạt, trong không khí giống như là hội tụ vô số chuôi lưỡi dao sắc bén, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên trời hạ xuống, loại bỏ mọi người. Lâm nhược thiên hưng phấn mắt đỏ ửng, Giết gào một tiếng. Trận pháp này là do lúc đó Lâm Lung lưu lại, chỉ có thể thi triển một lần. Trừ khi Lâm ra đứng trước sinh tử hủy diệt, mới có thể sử dụng. Hiện tại liễu trình này khinh người quá đáng, lại thêm lưu điện chủ, khẳng định hắn không chống đỡ được. Hắn không do dự nữa, trực tiếp kích hoạt. Các ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Tốt lắm, tất cả đều chết ở chỗ này cho ta. Trận pháp tam phẩm đỉnh phong, là tồn tại ngay cả trí tôn cường giả đỉnh phong cũng có thể vây khốn thậm chí chém giết cho dù ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào cũng phải chết kết thúc chưa từng nghĩ tới chỉ xem náo nhiệt kết quả phải chết ở chỗ này lâm gia lại có con át chủ bài như vậy thảo nào vương thất vẫn không dám động có thể chết ở dưới loại trận pháp lợi hại này cũng coi như giá trị mỗi một người bị nhốt ở trong trận đều lộ ra sự tuyệt vọng trận pháp sư một trong rất nhiều chức nghiệp sát đầu trong thượng cửu lưu trận pháp vận chuyển chiến lược vô cùng bị nhốt ở trong này căn bản chạy trốn không xong chỉ có thể chờ chết khương đường chủ người hiểu rõ đối với trận pháp có thể dẫn chúng ta đi ra hay không không biết ai đó hô lên một tiếng mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung qua giống như là thấy được cứu tinh khương thư làm danh sư nhị tinh cũng là trận pháp sư nhị tinh có lẽ sẽ có biện pháp tốt ta cũng không có cách nào. Trận pháp này đã vượt ra khỏi phạm trù ta có thể hiểu được. Lắc đầu, Khương Thư đầy cười khổ. Hắn chỉ là danh sư nhị tinh, trận pháp sư nhị tinh, đối mặt loại trận pháp cấp bậc như vậy, cũng không thể làm gì được. Vậy thật sự kết thúc. Nghe được hắn cũng không có cách nào, mọi người tuyệt vọng càng sâu. Ha ha, trận pháp tam phẩm đỉnh phong, ngoại chưa đạt được trận pháp sư cấp bậc tam tinh, bằng không, ai cũng đừng mong phá vỡ trong mắt nhìn thấy được sự tuyệt vọng và hoang mang này, sắc mặt Lâm Nhược Thiên dữ tợn, điên cuồng gào thét. Chỉ có điều, tiếng hô còn không có kết thúc, một âm thanh không phù hợp vang lên. Ngoại trừ trận pháp sư tam tinh ai cũng đừng mong phá vỡ. Ta thấy chưa chắc, âm thanh thản nhiên. Mọi người vội vàng nhìn lại, người nói chính là vị liễu hội trưởng kia. Chỉ thấy lúc này thanh niên trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn qua, đột nhiên bước lên trước, một chân đá về phía trước. Ông, không khí lập tức đông cứng lại, trận pháp sẽ chém giết mọi người bất cứ lúc nào, thoáng cái dừng lại trên không chung. Trận pháp dừng, giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới, Trương Huyền vỗ tay một cái. Không phải lúc này đây đã phá vỡ sao? Ngươi, gương mặt lâm nhược thiên đầy tươi cười, mắt thoáng một chút trận tròn, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tắt thở. Đây chính là trận pháp tam phẩm đỉnh phong, ngay cả trận pháp sư tứ tinh cũng rất khó làm được chuyện vì ý dừng lại một bước đạp lại ngừng ta nhổ vào còn có thiên lý hay không trước đó đại trưởng lão lâm đào từng nói qua lâm hội trưởng này có thể khiến cho trận pháp dừng lại ta cảm thấy có khả năng là trùng hợp vừa lúc quen thuộc đối với trận pháp vây khốn hùng sư đuôi vàng nhưng trận pháp này ngay cả hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời có thể kích phát vẫn bởi vì nguyên nhân khống chế đầu mối then chốt bảo hắn bố trí nhất định không biết không làm ra được một y sư một người bình thường một cước đạp xuống lại ngừng lại toàn thân lâm nhược thiên co giật tóc cũng sắp kéo rơi xuống này này trận pháp ngừng bị đạp một cước rừng khương đường chủ cũng cảm thấy đầu óc bị rút gân trận pháp tam phẩm đỉnh phong tồn tại siêu cường cường giả trí tôn cũng phải bị lột một lớp da một cước dừng lại thi họa luyện đan thuần thú danh sư y sư hiện tại lại tới một trận pháp. Đại ca, người lại người nói một chút xem, còn có cái gì không biết nữa. Vẫn, đạp một cước rừng. Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ nhìn nhau, từng người đều run lên. Đây thật là trận pháp chém giết trí tôn sao. Thế nào ở dưới chân đối phương, giống như trò đùa vậy. Suốt cuộc làm sao làm được. Trốn. Tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Lâm Nhược Thiên cuối cùng khôi phục lại, cắn răng một cái, xoay người liền đi về phía phủ đệ. Lúc này, có ngốc cũng biết, đừng nói giết chết đối phương, có thể không bị giết cũng rất tốt rồi. Phải mau chóng nói chuyện này cho Thái tử Phi, để cho nàng phái người đến đây. Nếu không, lâm gia hủy diệt chính là kết cục đã định. Vù, vừa tiến vào viện, hắn lập tức khởi động trận pháp trong đó. Sương mù dày đặc lại dâng lên, bao phủ lâm gia ở bên trong. Là sao huyệt, tất nhiên không có khả năng chỉ bố trí một trận pháp. Chỉ có điều trận pháp mạnh nhất cũng bị đối phương phá. Cho dù kích hoạt những trận pháp này, cũng chỉ có thể lùi lại thời gian bọn họ tiến vào. Đương nhiên, có chút thời gian này, như vậy cũng đủ rồi. Chương 634, một bước phá trận hai. Còn chưa xin lỗi đã muốn chạy. Thấy hắn xoay người rời đi, hoàn toàn không dừng lại, Trương Huyền lắc đầu. Ta đã từng nói, không xin lỗi sẽ đánh cho các ngươi xin lỗi. Lộ Trùng theo ta tiến vào trong. Trả trường kiếm trả lại cho triệu nhã, hắn khẽ cười, đi về phía trước, đứng ở trong viện, lại một bước bước ra. Ông, trận pháp trong viện lại bị dừng lại. Hai người nối đuôi nhau tiến vào. Chờ ta một chút, thấy bọn họ rời khỏi, ánh mắt mọi người xung quanh quái dị, liêu huân điện chủ và đại dược vương làm sao còn dám đợi, theo sát bọn họ vào tới. Mấy người biến mất ở trước mắt, mọi người bên ngoài trầm mặc một hồi xem ra lâm ra kết thúc rồi nhìn các trưởng lão nằm trên mặt đất mỗi một người không ngừng co giật còn có lâm nhược thiên xoay người bỏ chạy tất cả mọi người đồng thời xúc động trước đó sau khi nghe được thế hệ con cháu cầu xin bọn họ vẫn cảm thấy cùng lâm ra tranh chấp có chút lỗ máng bây giờ mới biết ý nghĩ này là buồn cười biết bao một người đạp lâm ra một bước ép phương thành đây là điều trước đó bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ Người này rốt cuộc là loại tồn tại đáng sợ tới mức nào, mới có khả năng cường đại như vậy? Lão sư. Khác với sự chấn động kinh ngạc của những người khác, đám người Mục Tuyết Tình hai mắt tỏa ra ánh sáng, mỗi một người hưng phấn siết chặt nắm đấm. Đồng thời trong đầu có một âm thanh không ngừng vang vọng. Hắn là lão sư của ta. Lão sư của ta, một cước đạp bằng trận pháp, ngay cả Lâm Gia Xưng Bá Vương Thành cũng có thể đánh bại. Lão sư của ta, kiếm khí ngang dọc khiêu chiến vượt cấp đánh cho nửa bước trí tôn bó tay không làm gì được. Có thể có lão sư như vậy, may mắn tới mức nào, đáng tự hào tới mức nào. Trong lòng đang kích động, đột nhiên mắt rơi vào trên thân mấy người khác. Chính là đám người triệu nhã, trịnh dương. Triệu nhã, ta biết trương sư cũng rất lợi hại, nhưng có thể giống như liễu lão sư, kiếm khí ngang dọc, một kiếm quét ngang nửa bước trí tôn không có cách nào phản kháng, một bước chân áp, trận pháp tam phẩm đỉnh phong cũng mất đi hiệu quả chắp hai tay ở sau lưng, mắt mộc tuyết tình tỏa ra ánh sáng. trương sư rất lợi hại, cũng chỉ là ở mấy ngày hôm trước vừa đột phá đến tông sư mà thôi. liễu lão sư chúng ta không chỉ là tông sư đỉnh phong, còn đánh cho cường giả siêu cấp lâm nhược thiên quang mũ cởi giáp. sợ rằng xương hô người đứng đầu vương quốc cũng không quá đáng. người như thế, trương sư các người sao có thể chống lại? liễu lão sư quả thật lợi hại. triệu nhã thản nhiên nói triệu nhã nàng thế nào thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của một tuyết tình đám người trịnh dương hận đến nghiến răng nghiến lợi vốn tưởng rằng triệu nhã sẽ phản bác vài câu bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng lại trực tiếp thừa nhận tất cả đều sốt ruột sắc mặt đỏ bừng không có việc gì liễu lão sư tuy rằng không kém nhưng trương sư của chúng ta cũng không kém chút nào biết liễu lão sư và trương sư lại là cùng một người cũng không có gì cần phải tranh chấp nữa nếu lão sư cố ý giấu giếm thân phận, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nói cho, tất nhiên nàng cũng không tiện nói toạc ra. Hừ nhẹ một tiếng, thân thể triệu nhã đột nhiên chuyển một cái. Âm âm, khí tức trên người đột nhiên phát ra ngoài, lực lượng tông sư trung kỳ, giống như sóng chiều. Tông sư trung kỳ, mấy ngày hôm trước không trả mới là ít huyệt cảnh sao. Thoáng một chút nhảy qua hai cấp lớn. Đây là hiệu quả trương sư dạy dỗ nhìn thấy được khí tức trên người triệu nhã đoàn người lại ổ lên không ít người đều biết vị triệu nhã này hai ngày trước mới là ít huyệt cảnh hai ngày không gặp lại đạt được tông sư trung kỳ tốc độ thăng cấp này cũng quá nhanh đi nàng đồng tử mộc tuyết tình cũng co lại ban đầu lần thứ hai so tài nàng bại bởi đối phương vẫn cảm thấy không cam lòng cho rằng đạt được thông huyền cảnh đánh bại đối phương dễ dàng như trở bàn tay dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới mình tiến bộ đối phương cũng tiến bộ hơn nữa còn lớn hơn ngay cả thông huyền cảnh cũng đột phá trực tiếp đạt được tông sư trung kỳ như vậy còn đánh thế nào lẽ nào trương sư chỉ điểm lợi hại như vậy khiến người ta hai ngày lại có thể đột phá nhiều như vậy không lợi hại gì lộ trùng vừa rồi năm ngày trước thời điểm lão sư chỉ điểm mới là đỉnh lực cảnh sơ kỳ hiện tại cũng đạt được tông sư trung kỳ Mạnh Đào hư một tiếng nói. Năm ngày từ đỉnh lực cảnh sơ kỳ thăng cấp đến tông sư trung kỳ. Sự chấn động kinh ngạc của mọi người vẫn chưa có đi qua, nghe được tin tức này lại thoáng lảo đảo một cái. Liễu lão sư, Trương sư, hai người cũng quá biến thái. Người khác chỉ điểm, nâng cao một cấp bậc nhỏ, thật hưng phấn không thể tăng thêm được nữa, khó có thể tự kiềm chế được. Các ngươi thì hay rồi, một lần thăng cấp là mấy cấp bậc xem ra liễu lão sư này cũng là thiên tài giống như trương sư. Đúng vậy, hai người chẳng phân biệt được, ngang bằng như nhau, đều là thiên tài siêu cấp. Thật ra cá nhân ta, vẫn có khuynh hướng cảm thấy liễu lão sư lợi hại hơn. Hơn 5 ngày khiến một người đỉnh lực cảnh sơ kỳ đạt được tông sư đỉnh phong. Rất rõ ràng, so với khiến người ta hai ngày từ ích huyệt cảnh đạt được tông sư cảnh càng khó hơn. Mấu chốt nhất chính là, thực lực cao hơn bản thân hắn nữa. Trương sư cho dù rất nhiều thiên phú cũng rất mạnh, thực lực chân chính cũng chỉ có tông sư sơ kỳ. Ta cảm thấy Trương sư lợi hại hơn, sát hạch danh sư đường có thể khén cho rất nhiều cửa ải hoàn toàn phế bỏ, phá tan vô số kỷ lục. Chỉ dựa vào điểm ấy, chính là không biết bao nhiêu thiên tài so sánh cũng kém hơn. Mấu chốt nhất chính là tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng. Trong đám người, lập tức xuất hiện không ít người hâm mộ trung thành của Trương sư và Liễu lão sư. Từng người tranh chấp không ai nhường ai một đường hốt hoảng bỏ chạy rất nhanh đi tới một gian mật thất gian phòng này không có gì cả chỉ có một mặt tường màu trắng búng ngón tay một cái một giọt máu tươi bay ra ngoài rơi vào trong vũng nhỏ trên mặt tường ong ánh sáng lóe lên mặt tường kích hoạt tương tự với tường nghi vấn khó xử lý của nghiệp đoàn y sư tường phương pháp luyện đan của nghiệp đoàn luyện đan sư tường đưa tin Chương 635, Khổng sư tự tay viết một. Tường đưa tin, phía trên bố trí trận pháp đặc biệt, cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể truyền lại tin tức. Tường phương pháp luyện đan, tường nghi vấn khó xử lý cũng có nguyên lý tương đồng. Thứ này giá trị chế tạo cực cao, mặc dù chỉ là một mặt tường, ở phía trên lại bố trí trận pháp tam phẩm đỉnh phong, dựa vào trận pháp truyền lại tin tức. Giá trị to lớn, cho dù Vương Thất Thiên Vũ cũng không lấy ra được cũng chỉ có một ít nghiệp đoàn đảng cấp cao mới có đầy đủ khả năng. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm gia tự nhiên cũng có một bức tường. Xem ra vì bảo vệ gia tộc, vị thái tử Phi Lâm Lung này thực sự tốn giá lớn cực lớn. Lâm gia bị ác tặc liễu trình đạp bằng, vi phụ, Lâm Lang trọng thương, viện trợ. Cầm lấy bút lông, cắn răng một cái hắn viết một hàng chữ ở phía trên. Vù. Ánh sáng lóe lên, chữ viết chậm rãi biến mất. Làm xong những điều này, lâm nhiều thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ánh mắt hiện lên một sự tàn nhẫn cắn chặt hàm răng liễu trình vương thất thiên vũ vì chuyện ngày hôm nay ta phải khiến cho các ngươi trả giá thật lớn thiên viên vương quốc một tòa hành cung thật to sát vương cung đông cung cũng gọi là thái tử cung là chỗ ở của thái tử hiên viên vương quốc một gian phòng bên trong góc khuất của hành cung một bức tường trắng đừng sừng sững trước đó không có bất cứ động tính gì Đột nhiên ánh sáng lóe lên, hiện lên một nhóm chữ. Đã xảy ra chuyện, nhanh đi bẩm báo nương nương. Một tên hộ vệ bảo vệ tường biến sắc, vội vàng phân phó. Người khác không biết vách tường này là cái gì, nhưng hắn hiểu rất rõ, nó nối liền với nhà cũ của thái tử phi nương nương. Bình thường không có bất kỳ tin tức truyền lại, đột nhiên kích hoạt, hơn nữa còn viết ra một đoạn văn như vậy, nói rõ. Khẳng định xảy ra chuyện lớn. Thời gian không lâu, một nữ tử duyên dáng sang trọng vội vã đi tới. Thái tử phi của Hiên Viên Vương quốc, Lâm Gia Lâm Lang tỷ tỷ, Lâm Lung. "Phụ thân, đệ đệ." Nhìn thấy rõ ràng dấu vết chữ phía trên, toàn thân nữ tử run rẩy, một luồng sát khí từ trong đôi mắt đẹp sôi trào ra. Người nhà là điểm nàng để ý nhất, dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới mình mới rời khỏi không bao lâu, lại xuất hiện loại tình huống này. "Liễu Trình, Liễu Trình này là ai?" nổi giận gầm lên một tiếng, hận ý của lâm lung tuôn ra. Người đâu, tìm lương thống lĩnh qua cho ta. Vâng, hộ vệ vội vàng đi ra ngoài. Lương thống lĩnh, lương thanh mệnh, đại thống lĩnh hiên viên thái tử cung, nhân vật trí tôn hậu kỳ cường đại, chịu trách nhiệm an toàn cho đông cung. Chỉ nghe lệnh của thái tử cùng thái tử phi. Rất nhanh, một người trung niên đã đi tới. Toàn thân áo đen, hai mắt sáng như điện, khiến cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng đến cực điểm, khiến người ta xem một chút, lại không nhịn được, không ngừng run rẩy. Nương nương tìm ta. Vừa không người, lương thanh mệnh ôm quyền. Lương thống lĩnh, chọn hai vị cao thủ theo ta đi tới Thiên Vũ Vương Thành. Lâm lung nói. Thiên Vũ Vương Thành. Lương thanh mệnh nghi ngờ nhìn qua. Đúng, gia tộc Lâm gia ta bị người san bằng. Bản thân đệ đệ và phụ thân ta đều bị trọng thương. Động tác của người phải nhanh. Một tiếng gào thét vang lên, lâm lung đầy sốt ruột. Không được, tìm hai người không được, ngươi theo ta cùng đi, chỉ có thực lực của ngươi ta mới yên tâm. Ta, lương thanh mệnh do dự, nhưng thái tử xuất ngoại còn chưa có hồi cung, ta rời đi, không cần xin phép một chỉ thị một chút sao. Xin chỉ thị cái gì, nếu không nhanh lên một chút, lâm gia chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt. Lâm lung vung tay áo một cái. Vâng, biết thái tử sủng ái nhất vị nương nương này nếu gia tộc của nàng thật sự bị hủy diệt mình cũng chịu không nổi lương thanh mệnh không do dự quá lâu trực tiếp gật đầu một cái nếu như không có thời gian cưới kim lân thú tia chớp của thái tử nó đạt tới trí tôn trung kỳ tốc độ cực nhanh thiên vũ vương thành cách nơi này tuy rằng rất xa thời gian hai ngày là được đến được lâm lung gật đầu kim lân thú tia chớp của thái tử điện hạ là man thú cấp trí tôn ngày đi mấy vạn dặm không thành vấn đề cưỡi nó đi tới, có lẽ còn có thể tới kịp để cho thuần thú công sư chu tiến theo, do hắn khống chế tốc độ nhanh hơn lâm lung lại phân phó được lương thanh mệnh xoay người chuẩn bị thời gian không đến một nén hương một con man thú cực lớn xuất hiện ở sân lâm lung tiến vào gian phòng trên lưng nó man thú vỗ cánh bay thẳng lên phía trời cao âm um, âm um. chậm rãi đi về phía trước liên tục phá vỡ bảy tám chỗ trận pháp cuối cùng đi tới gian phòng lâm nhược thiên chạy trốn đi theo phía sau đám người trương huyền liêu huân lúc này mới biết sự cường đại của người thanh niên trước mắt này bất kỳ trận pháp nào xem một chút là có thể một cước đạp cho dừng lại đã không thể dùng từ khủng khiếp để hình dung nữa may mà vừa rồi mình phản ứng nhanh lập tức đoạn tuyệt với lâm gia bằng không hiện tại khẳng định chết cũng không biết chết như thế nào đuổi theo thật nhanh cửa phòng đẩy ra hình như sớm biết rằng bọn họ sẽ tới, Lâm Nhược Thiên hoàn toàn không có chút khẩn trương, vẻ mặt dữ tợn. Chỉ có điều, cho dù đuổi qua, người dám giết ta sao? Ta đã thông báo với Thái tử Phi Nương Nương, người của nàng rất nhanh sẽ lại tới. Chỉ cần ngươi lại dám đụng đến một cọng lông măng của ta, không chỉ các ngươi phải chết, toàn bộ thiên vũ vương quốc cũng phải bị hủy diệt. Ý tứ của ngươi, không động thủ với ngươi, người gọi là thái tử phi nương nương lại không động thủ với chúng ta thấy đối phương tự tin như vậy, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Thù đã kết, cho dù không động thủ, đối phương cũng chắc chắn sẽ không buông tha mình. chương 636, Khổng Sư tự tay viết hai Ngươi, cho rằng nói ra lời này, đối phương sẽ kiêng kỵ, sợ ném chuột vỡ bình. Không nghĩ tới tên này còn ngoan độc hơn so với trong tưởng tượng của hắn, Lâm Nhược Thiên sửng sốt. Lộ trùng, báo thù như thế nào, là chuyện của ngươi. Báo thù xong, quay về học viện tìm ta. Mặc kệ Lâm Nhược Thiên tự cho mình là đúng này, Trương Huyền căn dặn một tiếng. Liêu Huân, người ở nơi này trợ giúp. Vâng, lộ trùng, Liêu Huân gật đầu. Trưởng lão lợi hại của Lâm gia đều bị đánh ngã. Số còn lại chạy thì đã chạy, tản ra thì tan ra, cơ bản không có nhân vật lợi hại gì. Liêu Huân, lộ trùng phối hợp, gần như hoàn toàn có thể làm được. Lười phải tiếp tục ra tay, Trương Huyền chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này, mọi người bên ngoài còn chưa có tản đi. Thấy hắn đi ra, mỗi một người lộ ra vẻ sùng bái. Cảm ơn các vị đến đây trợ trận. Biết những người này đều do học sinh tìm tới, tuy rằng không giúp đỡ được cái gì, lại chẳng khác nào ở thời khắc mấu chốt, đắc tội lâm ra, thay hắn làm chỗ dựa, ở bên trong có tình nghĩa cực lớn. Liễu lão sư, liếu hội trưởng khách khí, chúng ta cũng không làm gì. Mọi người liền vội vàng không người, sắc mặt tất cả đều nhất thời đỏ lên. Ban đầu, bọn họ thật sự dự định giúp một tay. Kết quả, người ta một mình lại tiêu diệt toàn bộ lâm gia, muốn giúp cũng không giúp đỡ được. Các vị trợ giúp ta, Liễu Trình ta có ơn nhất định phải trả. Như vậy đi, ta ở chỗ này giảng giải cho mọi người một buổi, xem như là báo đáp ân tình. Có ơn nhất định phải trả, đã có tình nghĩa ở bên trong, Trương Huyền cũng không thể thờ ơ thản nhiên tiếp nhận. Giảng bài. Sắc mặt vui vẻ, tất cả mọi người hưng phấn. Hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng vị hội trưởng Liễu Trình này không phải là danh sư, lại là tồn tại cường giả tông sư đỉnh phong chân chính, lĩnh ngộ kiếm tâm mạnh mẽ. Có thể nghe hắn giảng bài, đối với tu luyện tất nhiên có lợi ích cực lớn. Con đường tu luyện, ở chỗ tâm, không có nói thừa quá nhiều, Trương Huyền trực tiếp mở miệng, âm thanh vang vọng ở đáy lòng của mọi người, chấn động linh hồn. Vì đề phòng tiết lộ thân phận Trương sư, lần này hắn không thi triển thiên bẩm sư đạo chỉ có điều, dù vậy, trong quá trình nghe giảng bài, vẫn có không ít người dừng chân ở đỉnh phong, thuận lợi đột phá, thành công thăng cấp. Đến đây trợ trận, chỉ ít trên trăm người, sau một buổi giảng giải, tự nhiên đột phá đủ bảy vị. Một buổi giảng giải cũng khiến người ta đột phá, không hổ danh là danh sư thiên tài nhất của thiên vũ vương quốc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Khương Đường chủ bội phục không thôi. Hắn mặc dù là danh sư nhị tinh đỉnh phong, cũng làm không được điểm ấy đối phương giảng giải tỉ mỉ nhẹ nhàng những thứ bình thường rất khó đến trong miệng hắn trở nên cực kỳ đơn giản hình như người khác tu luyện là một đám loạn như ma hắn đã tìm được phương pháp kéo tơ bóc kén dựa theo hắn giảng giải tu luyện giống như tìm được bản chất tu luyện muốn không tiến bộ cũng khó khăn thật mạnh không nghĩ tới vị liếu lão sư này giảng bài không thể kém hơn so với trương sư đúng vậy từ hôm nay trở đi ta lại xuất hiện thêm một thần tượng Ba người Trịnh Dương, Viên Đào, Lưu Dương nghe, cũng nghe như mê như say. Trước đó, bọn họ vẫn cảm thấy Trương sư là lão sư lợi hại nhất trên đời này. Đối với các lão sư khác, bọn họ đều xem thường. Lúc này bọn họ mới biết, thiên địa to lớn, núi cao còn có núi cao hơn. Trương sư tuy rằng lợi hại, so với vị này, có khả năng cũng rất khó thắng được. Buồn cười, trước đó bọn họ vẫn cho rằng đối phương là kẻ phóng túng có được hư danh các ngươi cảm thấy trương sư giảng bài tốt, hay vị liếu lão sư này tốt. Thấy bộ dạng này của bọn họ, triệu nhã bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn qua. Hai người bọn họ, đều rất tốt. Nghẹn tới mặt đỏ ửng trịnh dương nói. Hắn có lòng muốn nói trương sư rất tốt, nhưng vị liếu lão sư này giảng bài, không kém chút nào, không thể phủ nhận. Thôi đi, chính các ngươi lĩnh ngộ. Lão sư nếu không nói, nàng cũng lười giải thích. Triệu Nhã và Vương Dĩnh xoay người rời đi. Một buổi giảng dạy rất nhanh nói xong, Trương Huyền một lần nữa trở lại Thiên Vũ học viện. Thời gian không lâu, Lộ Trùng lại đi đến trước mặt, viên mắt ửng đỏ, thân thể không tự chủ được run rẩy, đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Thiên ngôn vạn ngữ, tất cả biến thành một câu nói. Lão sư, là nhờ lão sư, hắn mới có cơ hội báo thù, mới tìm được ý nghĩa sống sót chân chính. Là nhờ lão sư, hắn mới có thể làm cho cha mẹ người thân mỉm cười dưới cửu tuyền, không đến mức sau này gặp lại phải hổ thẹn. Có thể tìm tới một vị lão sư tốt như vậy, là chuyện may mắn nhất trong đời này. Đứng lên đi, ngồi ở trong phòng học, Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Hiện tại có thể nói với ta, lâm ra vì sao phải muốn tiêu diệt gia tộc các ngươi. Cho dù cù linh tỷ tỷ lộ trùng đánh cho lâm lang đoạn tử tuyệt tôn, lâm ra cũng phải bận tâm tới hình tượng, đi tìm đầu sỏ gây họa, không có khả năng trực tiếp ra tay tiêu diệt một gia tộc hơn 100 người. Trừ khi, có lý do lớn hơn nữa. Trước đó, ở Vương Cung, đám người Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ ở bên cạnh, lộ trùng vẫn chưa nói tỉ mỉ. Người khác không nhìn ra, hắn vẫn có thể biết được. Lão sư tinh mắt, lâm ra thực sự không phải là bởi vì chuyện này, tàn sát cù gia chúng ta. Mà là, vì bảo vật gia truyền của gia tộc chúng ta. Lộ trùng không chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói lão sư vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Bảo vật gia truyền, trương huyền nhướng mày. Đúng, là một quyển bản chép tay của tổ tiên. Lộ trùng nói, bản chép tay của tổ tiên. Trương huyền kỳ quái, bản ghi chép của tổ tiên các ngươi, lâm ra bọn họ lấy có ích lợi gì. Bản chép tay, là chỉ sách tự tay viết. Bản chép tay của tổ tiên lộ trùng, cũng chính là sách do tổ tiên hắn lưu lại mà thôi. Lâm ra cướp thứ đó làm gì, thậm chí không tiếc tiêu diệt cả gia tộc, hơn 100 người. Bản chép tay của tổ tiên chúng ta, quả thật không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng, trong bản chép tay, có câu trả lời do khổng sư tự tay viết lưu lại. Lộ trùng giải thích, khổng sư tự tay viết. Trương huyền sửng sốt, đầu óc thoáng một chút nổ tung. chương 637, Linh huyết dưỡng thể quyết một. Thiên nhân khổng sư, người sáng lập danh sư đường, đứng đầu từ cổ kim từ trước tới nay vữ viết hắn lưu lại mỗi một chữ đều có giá trị vô cùng trong bản chép tay của tổ tiên cù gia lại có lời đáp lại của hắn đừng nói lâm gia điên cuồng truyền đi sợ rằng toàn bộ hiên viên vương quốc cũng sẽ ra tay cướp giật trương huyền cũng nhất thời hiểu được trước đó hắn nghi ngờ lộ trùng tuy rằng dùng tên giả giả vờ câm điếc nhưng dựa vào thế lực cường đại giống như lâm gia thật sự muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc, tuyệt đối có thể tìm được. Không có khả năng sinh hoạt ngay dưới mắt 2 năm, không có bất kỳ phát hiện nào. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là cố ý để cho hắn còn sống, sau đó muốn mượn tay hắn đi tìm bản chép tay này. Nói vậy bọn họ cũng biết về thiên phú của Lộ Trùng, căn bản không có khả năng báo thù, cũng lại hoàn toàn không để ý chút nào. Chỉ tiếc, trăm tính vạn tính, dù thế nào bọn họ cũng chưa từng tính đến gặp phải vị lão sư có thủ đoạn nghịch thiên này của mình lúc này mới mang đến cho gia tộc bọn họ tai ương ngập đầu tổ tiên các ngươi quen biết với khổng sư nghĩ thông suốt những điều này hắn không nhịn được nói không có quan hệ sâu xa khổng sư làm sao có thể đáp lại sách viết tay cho tổ tiên hắn cụ thể ta cũng không biết được rõ ràng thậm chí phần bản chép tay này ta cũng chưa từng thấy qua ta chỉ nghe phụ thân mơ hồ nhắc tới lộ trùng nói chỉ có điều không có ở gia tộc cũng không có ở trên người ta mà là bị tiền bối giấu ở sâu bên trong sơn mạch nếu như lão sư muốn ta có thể dâng tới cho lão sư phần bản chép tay này là do thế hệ trước lưu lại lâm ra cho dù tiêu diệt gia tộc bọn họ cũng không có thể lấy được chỉ có điều nếu lão sư thật sự muốn hắn sẽ cam tâm dâng lên thôi đi khổng sư lưu lại chữ viết cho dù chân quý đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì trương huyền lắc đầu cái gọi là bút tích thực của khổng sư đối những người khác mà nói chân quý không thể hơn được nữa thậm chí có thể tranh cướp vỡ đầu nhưng đối với hắn mà nói lại không tính là gì cả lợi hại hơn nữa còn có thể so với được với trang sách màu vàng trong sách thiên đạo sao tối đa chỉ là giá trị cao có thể bán lấy tiền mà thôi đối với tu vi hoàn toàn không có chút giúp đỡ nào cho dù bắt được cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì lại nói chân quý nữa cũng là của học sinh vì thứ này thậm chí toàn gia của học sinh bị diệt hắn còn không có sở thích tranh đoạt bảo vật với học sinh là học sinh lỗ máng nghe được lời của lão sư sắc mặt lộ trùng nhất thời đỏ lên lão sư vì hắn bỏ ra nhiều như vậy thật lòng thật ý tất nhiên không phải là vì bản chép tay này nói như vậy ngược lại có chút nghi ngờ mình thử lão sư lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử đúng rồi cuối cùng các ngươi xử lý lâm ra như thế nào. Không tiếp tục dầu dĩ trong vấn đề này, Trương Huyền nhìn qua. Vừa giảng bài xong, hắn liền rời đi, cũng không biết bọn họ xử lý như thế nào, cũng không biết lâm ra cuối cùng thế nào. Ta vẫn chưa giết bọn họ, mà là để cho Liêu Điện Chủ giúp ta hoàn toàn phế bỏ tu vi của bọn họ. Lộ trùng trả lời, tuy rằng thâm cửu đại hận không thể không báo, nhưng hắn cũng biết, lại giết bọn họ như vậy, xem như là tiện nghi. Lâm gia mấy năm nay bừa bãi vô cùng, đắc tội với không ít người. Hủy bỏ tu vi, không có trận pháp bảo vệ và chỗ dựa, cho dù không cần hắn ra tay, cái gia tộc hiển hách một thời này cũng nhất định sẽ biến thành mây khói thoảng qua, hoàn toàn biến mất ở dòng sông dài lịch sử. Không giết, còn có thể là lưu lại danh dự tốt cho lão sư, không rơi xuống một ác danh tàn sát. Ừ, nghe được hắn xử quyết, Trương Huyền gật đầu. Không thể không nói, học sinh này trong lòng tràn ngập sự thù hận, trải qua chuyện này, đã lớn lên. Nếu thật sự tiêu diệt sạch toàn bộ lâm gia, ngược lại rơi xuống kém cỏi, Hủy bỏ tu vi, khiến cho bọn họ kéo dài hơi tàn, sợ rằng sống sót càng thống khổ hơn so với chết. Lão sư, đây là thứ tịch thu được từ lâm gia. Lộ trùng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Lâm gia gia tộc lớn như vậy, nếu đã tan biến, thứ tốt đương nhiên không thể lưu lại, đều bị hắn thu vào chiếc nhẫn chữ vật, mang theo qua về phần chiếc nhẫn này cũng do lột ra được từ trên tay của lâm nhược thiên hắn tiện tay tiếp nhận đồ của học sinh hắn không có hứng thú đồ của lâm ra hắn nhận lấy lại hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng dù sao không có hắn đừng nói báo thù bị lâm ra bắt có thể sống sót hay không cũng còn chưa chắc nhỏ giọt máu tươi lên nhẫn nhận chủ lực tinh thần lan tràn về phía trong nhất thời một không gian rộng rãi xuất hiện ở trước mắt so với chiếc nhẫn của hắn trước đó, còn muốn lớn hơn, dài rộng chừng trăm thước. Không hổ danh là lâm gia, thật nhiều kim tệ. Tinh thần đảo qua, kim tệ bên trong trồng chất giống như núi, số lượng không dưới hơn 10-10 vạn. Đương nhiên, chân quý nhất cũng không phải mấy thứ này, mà là đủ loại trận pháp, binh khí, linh dược. Linh thạch, tìm một vòng, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Trong một góc của chiếc nhẫn, mấy khối linh thạch đang yên tĩnh đặt ở trong hộp ngọc, tản ra linh khí mỏng manh. Hắn đếm, tổng cộng 10 cái, so với hắn nhận được ở vương thất thiên vũ lại còn nhiều hơn. Có nhiều linh thạch như vậy, trùng kích nửa bước trí tôn không thành vấn đề. Hắn khẽ cười, tông sư đỉnh phong, đến nửa bước trí tôn, chỉ kém một cấp bậc nhỏ. Đối với nhu cầu linh khí, so với toàn bộ cấp bậc trước tông sư sợ rằng cũng cần nhiều hơn. Trước đó, hắn còn đang giàu dĩ, đi nơi nào tìm linh thạch. Không nghĩ tới lâm gia giàu có như vậy. Có công pháp, bí tịch hay không? Tìm được linh thạch, Trương Huyền tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ quan trọng nhất đối với hắn có sự khác biệt, thứ nhất, linh thạch. Thứ hai, công pháp, bí tịch, số lượng càng nhiều càng tốt. Ừ, có không ít sách trận pháp sư. Rất nhanh, mắt hắn ngừng lại, phát hiện một đống sách lớn, cũng liên quan tới trận pháp chương 638, Linh huyết dưỡng thể quyết 2. Làm thế ra trận pháp, loại số lượng sách dự trữ này, sợ rằng so với nghiệp đoàn trận pháp sư của Vương Thành cũng phải nhiều hơn. Đào qua những cái này, mắt hắn rất nhanh rơi vào trên một đống giá sách cuối cùng. Quả nhiên có bí tịch nửa bước trí tôn và trí tôn cảnh. Giá sách ở chỗ cuối cùng đặt vật lâm gia chân quý nhất, công pháp và võ kỹ gia truyền của lâm gia. Trong đó trong công pháp gia truyền, lại có công pháp nửa bước trí tôn và trí tôn cảnh. Chỉ có điều, số lượng cũng không nhiều. Nửa bước trí tôn, chỉ có hơn 10 quyển, trí tôn cảnh, chỉ có hai quyển. Mỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Người khác có những công pháp này, khẳng định hưng phấn khó có thể tự kiềm chế được. Nhưng đối với Trương Huyền mà nói, tác dụng không lớn. Chỉ có điều, tích ít có khả năng thành nhiều. Xem trước một chút nội dung lại nói. Vù! Sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay ngón tay vừa tiếp xúc, đồ thư quán lập tức xuất hiện nội dung tương đồng. Chính xác, tập trung hơn 10 quyển sách nửa bước trí tôn lại, rất nhanh hình thành một quyển. Vừa mở ra nhìn, hắn bất đắc dĩ một hồi. Nói chính xác quá ít, căn bản không có cách nào hình thành công pháp có thể tu luyện. Thôi đi, biết dựa theo loại vật này tu luyện, đừng nói là đột phá, có thể không luyện chết cũng không tệ, trương huyền nhất thời không có hứng thú. Đó là cái gì? đang định rời khỏi chiếc nhẫn chữ phật đột nhiên trong góc nhẫn một bình ngọc không lớn lắm xuất hiện ở trước mắt một cái bình ngọc không lớn thoạt nhìn cũng không mấy bắt mắt lại sử dụng uẩn linh ngọc vô cùng tốt khắc thành mang theo sự ôn nhuận cổ tay hắn lật một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay không nóng nảy mở ra trong đầu hắn khẽ kêu lên chỗ thiếu hụt đồ thư quán xuất hiện một quyển sách hắn nhẹ nhàng mở ra uẩn linh ngọc khắc thành tác phẩm của thất mạt tượng công, tác dụng có thể duy trì máu không hỏng, linh khí không tiêu tan. Bên trong cháu hai giò tinh huyết củ linh thú nhất cấp, thiết giáp long. Máu linh thú, ánh mắt trương huyền nhất thời sáng lên, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trước đó, thời điểm hắn cùng Lâm Nhược Thiên chiến đấu, đồ thư quán rõ ràng nhìn ra hắn dùng máu linh thú, mới trở nên long tinh hổ mãnh như thế. Vốn tưởng rằng, loại máu này đã sớm bị người này hấp thu hết, không nghĩ tới, lại còn có giữ lại hai giọt xem ra vị nữ nhi thái tử phi kia của hắn cho hắn ba giọt lấy thể lực của hắn chỉ luyện hóa một giọt dù vậy cũng khiến cho hắn từ tông sư đỉnh phong cứng rắn nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng nửa bước trí tôn đỉnh phong có phương pháp sử dụng hay không máu linh thú khác với các loại linh thạch cũng không phải dùng đơn thuần mà là có phương pháp đặc biệt luyện hóa có khả năng dung nhập thân thể khiến cho thực lực tăng lớn nếu vị lâm gia chủ này thành công lại khẳng định có phương pháp luyện hóa nghĩ đến điểm này hắn không ngừng tìm kiếm ở trong chiếc nhẫn chữ vật thời gian không lâu một quyển bí tịch rơi vào mi mắt phía trên có năm chữ lớn linh huyết dưỡng thể quyết chỗ thiếu hụt thu vào thiên đạo đồ thư quán hắn chậm rãi mở ra vừa nhìn xuống hắn đầy bất đắc đắc xi si. linh huyết dưỡng thể quyết này thoạt nhìn lợi hại trên thực tế tất cả đều là chỗ thiếu hụt không dưới mấy trăm loại công pháp này luyện thế nào đúng rồi tàng thư khố của thiên vũ vương quốc cũng có không ít pháp quyết luyện thể dung hợp một chút xem có thể được hay không hắn có chút do dự đang định vứt bỏ quyển sách này không để ý tới một ý nghĩ lại xông ra quét qua tàng thư khố của thiên vũ vương quốc xong bên trong có không ít bí quyết luyện thể trong đó rất nhiều công pháp so với lúc trước nhìn thấy được ở nhà lục trầm đại sư cường đại hơn nhiều từ tàng thư khố của vương quốc đi ra, đã giúp lộ trùng báo thủ, vẫn chưa xem qua. Hiện tại thật ra có thể dung hợp một chút thử xem. Hắn điều những quyển sách này từ bên trong đồ thư quán đi ra, đặt chung một chỗ với linh huyết dưỡng thể quyết này. Chính xác. Vù. Sách mới tinh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn vội vàng mở ra, nội dung bên trong tiến vào mi mắt. Thân thể tiến bước, rèn luyện chân khí, có thể khiến cho người đạt được mức độ chân khí tương đương nhau, thậm chí còn muốn cao hơn một chút. Nhưng muốn đột phá càng cao hơn, khó khăn. Sử dụng linh huyết tẩm bổ, có thể khiến cho thân thể của con người đáng sợ giống như linh thú. Phía trên lưu loát, viết đầy phương pháp tu luyện. Quả nhiên có thể thực hiện. Rất nhanh xem qua một lần, nắm đấm trương huyền chợt siết chặt. Giống như hắn phán đoán, dung hợp quyển sách này và những công pháp luyện thể, quả nhiên hình thành công pháp thiên đạo mới. Lại gọi là thiên đạo kim thân tầng thứ hai biết có thể tu luyện, Trương Huyền lập tức đặt tên. Thiên đạo kim thân trước đó hình thành ở nhà lục trầm, tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng dựa theo tu vi tiến bước đã có tác dụng không lớn. Cái trước mắt này, thu thập pháp quyết luyện thể cao cấp hơn, cùng linh huyết dưỡng thể quyết, rõ ràng cấp bậc cao không chỉ gấp đôi. Muốn luyện thành, cần phải lấy linh huyết bôi ở trên huyệt đạo, hấp thu lực lượng trong đó, cải thiện thân thể. Một khi thành công, là có thể khiến cho người tu luyện nắm giữ sức chiến đấu cường đại ôn lại nội dung một lần, không có quá nhiều do dự, Trương Huyền mở bình ngọc trong lòng bàn tay ra, đổ ra hai giọt tinh huyết, dựa theo phương pháp ghi lại trong sách, đặt ở phía trên huyệt đạo. Tăng tăng tăng, linh máu vừa tiếp xúc với da, nhất thời cảm thấy cực nóng giống như hỏa diễm vậy. Linh thú, trình độ sinh mạng càng hơn võ giả, không có công pháp, mạnh mẽ hấp thu, chẳng những không thể tiến bước, làm không tốt còn có thể chết tại chỗ. Chương 639, đám tiểu xúc sinh này. Một, thiên đạo kim thân tầng thứ hai, có phương pháp chính xác nhất. Thân thể trương huyền giống như là đói khát thức ăn mấy năm, tham lam hấp thu năng lượng trong linh huyết. Không biết qua bao lâu, ầm ầm một trận nổ lớn vang lên, dường như có thứ gì đó nổ tung, lực lượng thân thể trong nháy mắt phá tan gông cùng xiềng xích, đạt tới một thiên địa mới. Vù, mở miệng thở ra một hơi, trương huyền lúc này mới phát hiện, cơ bắp toàn thân no đủ, da căng, chân nhẵn, diện mạo cũng phát sinh biến hóa càng anh tuấn cao ngất thân thể càng phù hợp với tỷ lệ hoàng kim thiên đạo kim thân tầng thứ hai tu luyện thành công hai giọt linh huyết trước đó thả ở trên huyệt đạo cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ biến mất thử xem lực lượng biết lực lượng cơ bắp rất khó cảm giác được hắn mỉm cười thân thể thoáng một cái đi tới cột đá đo lực phía trước cách đó không xa giơ tay lên đánh tới răng rác cột đá thoáng lắc lưng một cái thiếu chút nữa bị đánh nát, một lát sau chậm rãi hiện lên một hàng chữ. 9999 đỉnh, thiếu chút nữa là hơn vạn. Chí tôn cảnh, lại là cảnh giới bảo vạn đỉnh, lực lượng đạt được một vạn. 9999 đỉnh, nói rõ hắn chỉ dựa vào thân thể, đã gần như dưới chí tôn không có địch thủ. Đáng tiếc, linh huyết quá ít, chỉ có hai giọt. Nếu có thêm 10 giọt, có lẽ có thể xông thẳng tới chí tôn đỉnh phong. Hắn mỉm cười tuy rằng tu luyện hoàn thành thiên đạo kim thân tầng thứ hai, nhưng hắn biết, lực lượng vẫn chưa đạt được điểm cuối. Chỉ cần tinh huyết đủ, tiếp tục tu luyện, thực lực khẳng định còn có thể tăng mạnh. Dù vậy, hắn cũng rất hài lòng. Lâm Nhược Thiên ở Tông Sư Đỉnh Phong không biết tốn bao lâu, mượn lực lượng trong đó, chân khí đột phá, lực lượng cũng mới chỉ có hơn 9.000 đỉnh. Thân thể hắn đột phá, đạt được 9.999 đỉnh, độ khó to lớn, tuyệt đối là gấp mấy lần so với đối phương. Phải biết rằng chân khí cùng người chiến đấu, luôn sẽ có thời gian tiêu hao sạch sẽ. Lực lượng thân thể, lại là vô cùng vô tận, hơn nữa phòng ngự có thể nói vô địch, đồng thời lực lượng của thân thể cường giả, một người chiến thắng ba người, bốn cường giả chân khí cũng không thành vấn đề. Điều kiện trước tiên là võ kỹ tương đương nhau, ý thức chiến đấu tương đồng. Loại lực lượng này, trí tôn sơ kỳ, dễ dàng giết chết trí tôn trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Cơ bắp toàn thân chuyển động, khiến cho hắn giống như một vị ma thần. Trước đó Lâm Nhược Thiên Tông sư đỉnh phong là có thể đạt được 9.000 lực lớn đỉnh, hắn đánh giống như chuột chạy qua đường. Lúc này lực lượng tăng mạnh, lực chiến đấu tự nhiên mạnh hơn. Lực lượng trí tôn sơ kỳ một vạn đỉnh, trung kỳ 2 vạn, hậu kỳ 3 vạn, đỉnh phong 4 vạn đỉnh. Thân thể 9.999 đỉnh, lại phối hợp với chân khí 5.000 đỉnh, cộng lại là lực lượng lớn chừng 14.999 đỉnh. Chí tôn trung kỳ cũng không nhất định không thể đánh một trận. Xác định xong thực lực, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Lâm Nhược Thiên nói đã nói cho Lâm Lung Thái tử Phi biết. Đối phương vô cùng có khả năng phái người qua. Ngoài mặt hắn tỏ ra không để ý, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này thực lực tăng mạnh, lo lắng tiêu tan. Thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới nhớ tới, lộ trùng còn đang ở trong gian phòng. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy người thiếu niên mở miệng tròn vo, nhìn chằm chằm qua, trợn mắt há hốc mồm. Thời khắc này, lộ trùng có chút suy sụp. Sau khi đưa qua chiếc nhẫn chữ vật tịch thu được từ lâm ra, lão sư liền bắt đầu đờ người ra. Thời gian không lâu, đánh như như gió, một quyền nện ở trên trụ đá đo lực. Sau đó, cho thấy lực lớn 9.999 đỉnh. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? lấy ra một bình ngọc nhỏ thứ đỏ giống như máu bên trong ở trên người đờ người ra một hồi thực lực lại tăng mạnh nếu không đột phá tông sư đỉnh phong còn thiếu chút nữa đạt được trí tôn làm sao làm được trước đó hắn vẫn cho là lợi dụng độc dược ngâm thể nhận thống khổ vô cùng hắn tiến bước lại rất nhanh lúc này nhìn thấy lão sư hắn mới hiểu được về chút thành tựu này cái gì cũng không tính người khác đột phá nửa bước trí tôn cũng muốn mệt chết Lão sư ngây người một hồi là có thể, hơn nữa chạy thẳng tới đỉnh Phong, chuyện này truyền đi, chắc hẳn những người tự xưng là thiên tài, tất cả đều sẽ xấu hổ mà chết. Điều này đã không thể dùng thiên tài để hình dung nữa, mà là yêu nghiệt. Trong lòng đang xúc động, kìm chế chấn động, đã thấy lão sư luôn luôn trầm ổn, hai mắt sáng lên nhìn qua. Đúng rồi, người còn có kẻ thù nào không? Nếu không, ta cũng giúp người báo thù, nếu như không có thuận tiện hỏi giúp ta một chút, mục tuyết tình bọn họ có hay không. Nói xong, hắn bẻ ngón tay tính toán. Nếu có mấy lâm ra như vậy, nhất định có thể lấy được không ít bảo vật bí tịch. Vậy thật sự đã phát tài. Lộ trùng. Lão sư, người không phải là cao nhân thế ngoại, xem tiền tài giống như cặn bã sao. Người không phải là thiên tài siêu cấp, trong lòng ngạo khí, không để ý tới vật tầm thường sao. Thay người báo thù, cướp đoạt đồ dù thế nào càng nhìn càng không giống cao nhân, ngược lại giống như một kẻ tham tiền. Trong nháy mắt, lộ trùng cảm thấy tán thưởng đối với lão sư trước đó, cần phải định vị lại một lần nữa. Cũng khó trách Trương Huyền hưng phấn, ban đầu hắn giúp lộ trùng báo thù, chẳng qua là cảm thấy không cam lòng, thay đối phương chút giận. Dù thế nào hắn đều không nghĩ tới, có có thể được nhiều lợi ích như vậy. Không nói gì khác, nếu như lại có thể tìm tới vài giọt linh huyết, mượn thiên đạo kim thân tầng thứ hai, tuyệt đối có thể khiến thân thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt được cảnh giới trí tôn. Đến lúc đó, cho dù đi tới hiên viên vương quốc, cũng có thể không cần sợ hãi gì, xông ra một phần thiên địa. Đang đợi đối phương trả lời, hắn lại nghe phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Liễu lão sư ở đây không? Trước qua một bên nghỉ ngơi đi. Lại khôi phục vẻ uy nghiêm của lão sư, Trương Huyền nhìn lộ trùng khoát tay áo, ngồi nghiêm chỉnh, hờ hững mở miệng là tôn lão sư sao? Tiến vào đi." Nghe âm thanh, chính là Mạc Hoàng Nhất Ngụy Trang Tôn Thừa. Xem ra hắn hoàn toàn hóa giải độc trong người, thân thể bình phục. Két, vừa dứt lời, một bóng dáng lại vọt vào, vừa nhìn về phía Trương Huyền, hắn nổi giận đùng đùng, đầy chất vấn. "Liễu lão sư, nước trà của ngươi có độc, ngươi hẳn biết chứ?" "Sau này ta mới biết, nói thật, ta cũng là người bị hại." Thấy cái bộ dáng này của hắn, Trương Huyền an ủi một câu. Nhất định là có người muốn độc chết ta, người trùng hợp đi qua, uống nhầm nước trà, mới biến thành như vậy. Yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra rốt cuộc là ai muốn hại ta, trả lại cho người một công đạo. chương 640, đám tiểu xuất sinh này. 2. Trả lại công đạo, người bị hại, bị hại cái rắm Không nghe được lời này còn tốt, vừa nghe, mạc hoàng nhất thiếu chút nữa thì bùng nổ. Người bị hại cái lông, Ngươi đánh giám không đến, TTA đường đường đệ nhất thiên tài của vương quốc, không chỉ trúng độc, còn rơi vào hố phân. Mấu chốt nhất chính là, còn điều tra. Ngươi điều tra thế nào? Chính là học sinh của ngươi hạ độc, còn trả công đạo cho ta thế nào? Thế nào? Thấy hắn càng lúc càng tức giận, Trương Huyền đầy kỳ quái. Loại chuyện chúng độc như vậy, ai cũng không muốn. Nói thật, ta cũng không biết ngươi sẽ đang ở trong phòng ta uống nước. Ngươi, được lắm biết người này cũng là người bị hại quả thật không biết chuyện cố nén tức giận mạc hoàng nhất hừ một tiếng cũng không cần tra xét nữa độc này là ai hạ ta dĩ nhiên biết được ai những mày sắc mặt trương huyền nghiêm trọng nhìn qua trước đó hắn vẫn kỳ quái thân phận này của hắn ai cũng không đắc tội tại sao lại có người hạ độc nếu như biết là ai hắn tuyệt đối không từ bỏ ý định là đám người trịnh dương bọn họ hạ chuyện tối ngày hôm qua ta tận mắt nhìn thấy. Không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Mạc Hoàng nhất hừ một tiếng nói. Trịnh Dương, đang suy nghĩ giáo huấn đối phương như thế nào, nhân cơ hội cướp đoạt đồ, nghe nói như thế, Trương Huyền thoáng cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống. Học sinh của mình, tính kế với mình. Tình huống gì vậy? Trong lòng hắn chấn động kinh ngạc, chỉ có điều, rất nhanh hắn cũng lại kịp phản ứng, sắc mặt tái xanh, hoàn toàn là phát điên đám tiểu xúc sinh này. Xít gào một tiếng, Trương Huyền đột nhiên đứng phát dậy, lửa giận giống như sóng đào. Người ta dạy đồ đệ đều ngoan ngoãn nghe lời, mình cũng dạy một đám gì vậy, hạ độc cho lão sư, không phải đánh nhau chính là quấy rối. Trời à, xem ta không cố gắng giáo huấn các ngươi một trận, ta không lại gọi là Trương Huyền nữa. Triệu Nhã, nàng có chuyện gì vậy? Vừa rồi một tuyết tình lớn lối như thế, làm gì không dạy dỗ một trận? liễu lão sư là lợi hại, cũng không phải nàng lợi hại, có gì đắc ý. Trên đường trở về phủ đệ, trịnh dương đuổi theo triệu nhã, không nhịn được chất vấn. Hiện tại danh tiếng của trương sư đều bị vị liễu lão sư này che phủ. Nàng làm như học sinh, không giúp lão sư nói vài câu, tự nhiên tán dương đối thủ. Có nhầm hay không vậy? Giáo huấn, ta thấy người vẫn nên nghĩ xem, tiếp theo nên chịu phạt thế nào? Thấy người này đến bây giờ còn không kịp phản ứng, Triệu Nhã bất đắc dĩ hừ nói. Chịu phạt, chịu phạt cái gì? Trịnh Dương không hiểu nguyên nhân, viên đào, Lưu Dương cũng nghi ngờ nhìn qua. Tuy rằng bọn họ rất thông minh, trên tu luyện cũng rất có thiên phú, nhưng bất kể nói thế nào, cũng chỉ là một hài tử 15, 16 tuổi. Rất nhiều chuyện, không có chút kinh nghiệm nào, căn bản không nghĩ ra. Vương Dĩnh, vẫn là nàng nói cùng bọn họ đi, ta trước hết phải suy nghĩ xem xin lỗi lão sư nói thế nào đã triệu nhã che chán, vẻ mặt dầu dĩ. Vốn muốn giúp lão sư chút giận, truyền bá danh tiếng. Kết quả, danh tiếng là truyền bá, một khi lão sư công bố thân phận, cũng nhất định sẽ trở thành chuyện cười cho người khác. Chuyện gì thế này? vuốt mông ngựa vỗ tới trên móng ngựa. Thật không biết trương sư trở về, có thể tức giận hay không? Vương Dính, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trịnh Dương vội vàng nhìn sang. Cái này sắc mặt vương dĩnh nhất thời đỏ lên. Ta nghi ngờ, liễu lão sư chính là trương sư ngụy Trang. Liễu lão sư là trương sư. Tất cả đám người trịnh dương đều ngẩn người. Đúng vậy, liễu lão sư kia vừa rồi áo huấn trưởng lão lâm ra là thi triển ra thân pháp thiên đạo và cước pháp thiên đạo. Về điểm ấy ta nhìn thấy rõ ràng, không có sai lầm chút nào. Sau khi mượn trường kiếm của triệu nhã, sử dụng lại là kiếm pháp thiên đạo do sư tổ truyền thụ lại thêm thái độ đối với chúng ta cho nên thấy bọn họ không tin vương dĩnh giải thích liễu lão sư là trương sư chúng ta còn đặc biệt chạy tới hạ độc cho hắn vẫn mắng vui vẻ như thế thân thể tất cả ba người viên đào trịnh dương lưu dương đều chấn động sắc mặt trắng bệch sắp muốn khóc nếu như là sự thật mấy ngày qua bọn họ đều đã làm gì lão sư vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy bọn họ lại ngày ngày muốn giết chết ba người đều cảm thấy buồn bực muốn nôn ra máu. Ta muốn đi thiên vũ học viện, nói lời xin lỗi với lão sư. sắc mặt trắng bệch, qua hồi lâu, trịnh dương vội hỏi: ta cũng đi, ta cũng đi. hai người viên đào lưu dương cũng liền vội vàng gật đầu. được, đưa ra quyết định, mấy người vội vã đi về phía thiên vũ học viện. biết không có biện pháp nào khác, triệu nhã, vương dính cũng bất đắc dĩ đuổi theo. con còn chưa đi đến học viện, bọn họ liền nghe được một tiếng chuông cực lớn vang lên. Là danh sư đường. Theo phương hướng tiếng chuông vang lên, mấy người không nhịn được nhìn sang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 640.